Chào mừng cả nhà đến với kênh Ki Quy Chuyện chúng ta sẽ cùng đến với tập tiếp theo bộ truyện tiên nghịch tập 146 Toái Niết Hội tụ chúc bạn xem video vui vẻ tại kênh Ki Quy Chuyện nhé. Đối với con ếch trong giếng thì miệng giếng chính là thiên, đối với con cá trong nước thì mặt nước chính là thiên, miệng giếng là nhà tù ếch, mặt nước là giới hạn của cá. Lô Vân Tòng nhìn Lý Thiến Mai, hắn trầm giọng nói, người cũng như ếch, như cá, cho nên thiên chính là nhà tù, ếch muốn vượt ra ngoài giếng, cá muốn nhảy khỏi mặt nước, người tất nhiên muốn phá vỡ thiên đi ra khỏi đạo trói buộc. Lý Thiến Mai yên lặng suy nghĩ, hai mắt càng trở nên sáng ngời, trong mắt nàng hiện lên vẻ tán thưởng, nàng dùng tay vén một sợi tóc mềm mại ra sau tai rồi nói khẽ. Lô Huynh trả lời rất đặc biệt, là người buộc Thiến Mai phải hỏi câu thứ hai, xin Lô Huynh tiếp tục giải thích. Lý Thiến Mai nhìn qua người đàn ông trước mặt, nàng sớm đã được nghe nói trong tinh vực cấp năm có một kỳ nhân Lô Vân Tòng, người này tâm trí cực cao, lại hiểu biết rất sâu về đạo lý. Nếu Lô Mũ trả lời được ba vấn đề của Thiến Mai, vì nàng mà giải thích nghi ngờ thì có nhận được lợi ích gì không? Lô Vân Tòng mỉm cười, hắn nhìn qua Lý Thiến Mai rồi chờ đợi đối phương trả lời. Lý Thiến Mai mở lớn hai mắt, nàng khẽ cười nói. Nếu Lô Huynh có thể giải thích những nghi hoặc của Thiến Mai, sau đó Thiến Mai giữ thổi cho Huynh nghe một khúc. Được, Lô Vân Tòng cười ha hả, hắn nhìn Thiến Mai một cái thật sâu, hắn vẫn không hiểu cô gái kia hỏi vấn đề này để làm gì. Vấn đề thứ hai, cái gì là đạo? Lý Thiến Mai nhìn qua Lô Vân Tòng rồi khẽ hỏi. Lão già bên cạnh Lô Vân Tòng vẫn đang chú ý lắng nghe, sau khi Tông chủ trả lời xong câu thứ nhất thì trên mặt lão hiện lên nụ cười, nhưng lúc này sau khi nghe câu hỏi thứ hai thì vẻ mặt lại trở nên cổ quái, Lô Vân Tòng nhướng mày rồi tơi vào trầm tư, lần này hắn trầm ngâm rất lâu, vượt qua trước đó rất xa, Lý Thiến Mai cũng không nóng nảy, nàng vẫn đứng đó chờ đợi, vẫn nhìn Lô Vân Tòng đợi đáp án, đạo là lưới, một nén nhang sau, Lô Vân Tòng chậm rãi mở miệng nói, giải thích thế nào? Lý Thiến Mai suy nghĩ một chút rồi khẽ hỏi, Lô Vân Tòng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời rồi trầm tư một lúc nói: tất cả những gì dẫm lên dưới chân, tất cả đều là thiên địa, có kẻ bước đi tạo ra con đường, cho nên mới có đạo, cho nên có con đường, đạo chính là đường, phương hướng sẽ được chỉ dẫn khi chúng ta phá vỡ ao tù, hai mắt Lý Thiến Mai càng trở nên sáng ngời, vẻ tán thưởng lại càng trở nên nồng đậm. Đa tạ Lô Huynh đã giải thích những nghi hoặc trong lòng Thiến Mai, điều này đã làm Thiến Mai hiểu rõ được rất nhiều, Lô Huynh lần này vội vàng, không biết đang muốn đi đâu. Lão già bên cạnh Lô Vân Tòng do dự một chút rồi ôm quyền nói, đây là vấn đề thứ ba của lý đạo hữu sao lý thiến mai chỉ yên lặng mỉm cười mà không nói gì đi về phía mặt la đại lục để làm rõ một vấn đề để tìm một công đạo vẻ mặt lô vân tòng vẫn như bình thường nhưng trong lòng lại thầm tiếc núi du hắn hiểu được chính mình không có cơ hội trả lời vấn đề thứ ba chẳng biết lô huynh có chịu để thiến mai đồng hành không lý thiến mai mỏ mắt lớn nhìn lô vân tòng nàng khẽ nói có thể cũng thiến mai đồng hành tất nhiên sẽ rất hoan nghênh lô vân tòng cười ha hả rồi khẽ gật đầu trên đường di lô vân tòng và lý thiến mai khẽ nói chuyện với nhau chứng đạo cũng hiểu rõ đạo lẫn nhau hai người đều tỏ ra tán thưởng nói chuyện với nhau rất vui vẻ lão già kia vẫn đường bên ngoài ánh mắt chốc chốc lại rơi trên người lô vân tòng và lý thiến mai trong mắt lại lộ ra vẻ cổ quái lại có chút vui mừng sau khi thê tử tông chủ qua đời thì không tiếp tục kết đạo lữ với người nào khác lý thiến mai đến từ phá thiên tông này mặc dù mới cũng gặp tông nhưng lại rất ăn ý với nhau nếu hai người có thể kết hợp thành đạo lữ như vậy với tài trí của tông chủ tất nhiên sẽ tiến thêm một bước dài, tương lai sẽ không có giới hạn. Từ đạo tông của ta cũng vì điều này mà càng danh Vân Hải, sau khi Lý Thiến Mai rời khỏi phá thiên tông, trên đường đi cũng rất ít khi trò chuyện như thế này, cũng không người nào có tư cách nói chuyện với nàng, người cũng chỉ có một mình Lô Vân Tòng. Người này ngay cả sư tôn cũng phải khen ngợi, nói hắn chính là đệ nhất nhân trên tinh vực cấp 5, ngay cả thần tông cũng chú ý đến hắn hắn quả thật là một người đàn ông kỳ dị hiếm thấy, dựa vào đạo và độ tuổi của hắn, có thể thấy hắn đã hiểu sâu thế nào rồi điều này rất hiếm thấy về điều này tu vi tá tuy cao nhưng lại không bằng hắn đáng tiếc ngay cả người thế này cũng phải dừng lại ở câu trả lời thứ hai trong lòng lý thiến mai thầm nghĩ thiến mai muốn tìm được người tu sĩ thần bí đã đoạt ngọc giản việc này sợ rằng có chút khó khăn trong lúc hai người nói chuyện với nhau thời gian chậm rãi trôi qua dần dần đã nói đến chuyện tu sĩ thần bí đã đoạt được đan phương và ngọc giản lô vân tòng không giấu cũng không cần phải giấu hắn đem tất cả những suy nghĩ của chính mình nói ra tên tu sĩ thần bí này rất tâm cơ, xem ra muốn tìm được hắn cũng không dễ. Lý Thiến Mai chấm chấm vạt áo lên chán, sau khi nghe Lô Vân Tòng phân tích, nàng cảm thấy có chút hứng thú với tu sĩ thần bí kia, làm việc quyết đoán, tâm trí cực sâu, ra tay tàn nhẫn, cả đời Lô Mộ cũng không bội phục nhiều người, nhưng tu sĩ thần bí này cũng được tính là một trong số đó. Lô Vân Tòng tán thưởng nói, vẻ luyến tiếp trong mắt lại càng đậm, đây cũng chỉ là những phân tích của Lô Huynh, có lẽ thật sự cũng chưa chắc đã là như vậy, Lý Thiến Mai khẽ nói. Hy vọng suy đoán của ta là thật, để Lô Bỗ có thêm cơ hội để đánh một trận, làm cho đời người càng thêm đặc sắc. Lô Vân tòng thở dài, trong mắt hiện lên vẻ chờ mong. Khi mọi người liên tục tiến lên phía trước thì khoảng cách đến Mạc La đại lục ngày càng gần. Lúc này đưa mắt nhìn có thể mơ hồ thấy trong vùng sương mù phía trước là hình bóng của Mạc La đại lục ở phương xa. Linh thú mãnh hổ dừng lại rồi bay bổng trên không trung, hai mắt nó lạnh lùng nhìn về phía trước. Từ đạo tông dù sao cũng có cùng một chủ tông với Quy Nguyên tông, đừng để làm ra những hỗn loạn quá lớn, thôi thì để ta đi trước các ngươi cứ ở lại chỗ này. Lô Vân Tòng nhìn về phía lão già bên cạnh rồi bình tĩnh nói. Lão già gật đầu xương vâng, thiến mai, cùng đi chứ. Lô Vân Tòng nở nụ cười, ánh mắt hắn rơi trên người Lý Thiến Mai. Lý Thiến Mai khẽ vùng ống tay áo, hai người hóa thành hai luồng cầu vòng phóng thẳng về phía mạc la đại lục. Lão già nhìn về phía hai người cùng biến mất rồi khẽ nói. Có lẽ tông chủ và nàng ta sẽ thật sự kết thành đạo lữ. Trước đây Vương Lâm đã được nếm thử lực lượng của đan dược trong vân hải tinh vực, dựa vào những cảm ngộ của thú hồn trong từng khối đan dược, Hắn mơ hồ tìm được những ý niệm tinh túy trong Vân Hải Tinh vực, Vương Lâm mượn cảm ngộ của thú hồn về thiên đạo mà tiến tới dung nhập vào trong ý cảnh của chính mình. Lúc này Vương Lâm đang khoanh chân ngồi trước dược viện, cự tuyệt sự cầu kiến của đám người, hắn đang cầm trong tay viên đan dược cấp 8, trên mặt lộ ra vẻ trầm tư. Đan dược của Vân Hải Tinh vực chỉ có một sơ hở, mượn thú hồn để chứng đạo rồi đạt được cảm ngộ ý cảnh, nhưng điều này rất khó hoàn thiện, muốn từ trong những thứ hỗn loạn lấy được ý cảnh cần thiết, điều này phải nuốt liên tục rất nhiều đan dược mới có thể thành công sau khi trầm tư chốc lát phương lâm nhìn vào viên đan dược trong tay đột nhiên vẻ mặt khẽ động hắn ngẩng đầu nhìn về phía chân trời xa vẻ mặt lại trở nên bình thường không có chút thay đổi nào hắn thu hồi ánh mắt tiếp tục nhìn xuống viên đan dược trong tay không lâu sau cánh cửa dược viện bị người ta đẩy ra có hai người một nam một nữ đi vào người đàn ông kia mặc áo bào tím tướng mạo rất uy nghiêm không giận tự uy hai mắt như sao ẩn chứa những tâm trí sâu đậm cô gái bên cạnh người kia tướng mại tuyệt vời làn da như ngọc cả người mặc một bộ áo trắng trong tay đang cầm một cây sáo ngọc trong suốt, trên người nàng bung ra một luồng khí thức xuất trần, có vẻ rất yên lặng. Hai người này tiến vào không làm cho bất kỳ tu sĩ quy nguyên tông nào chú ý, giống như tự nhiên xuất hiện, trong nháy mắt khi tiến vào dược viện, ánh mắt người đàn ông trung niên rơi trên người vương lâm, đồng tử hai mắt người kia khẽ co rút, cũng không nói lời nào, bước đi của hắn cũng không nhanh nhưng mỗi lần hạ xuống thì giống như đang dẫm lên trái tim đang đạp của vương lâm giống như ẩn giấu một loại pháp tắc nào đó tự nhiên sinh ra một luồng uy áp khó có thể nói thành lời Càng thêm quỷ dị chính là khi người đàn ông trung niên tiến về phía trước, chỉ trong khoảng cách hơn vài chục bước chân mà bầu trời phía sau đột nhiên trở nên âm u lúc này bầu trời giống như bị mây đen bao phủ, khi kẻ này liên tục tiến lên phía trước thì bầu trời âm u phía sau giống như thôn phệ tất cả ánh sáng rồi lại theo đó vận động. Ngồi, Vương Lâm vẫn không ngẩng đầu, đối với đôi nam nữ có thể đi đến dược viện này tìm được chính mình dưới tình huống không bị bất kỳ tu sĩ Quy Nguyên tông nào phát hiện ra, Vương Lâm cũng thấy không nằm ngoài dự đoán. Vương Lâm chỉ nói một chữ nhưng trong nháy mắt khi chữ này vừa ra khỏi miệng, bước chân của người đàn ông trung niên kia đột nhiên khựng hẳn lại. Khoảnh khắc này giống như mười bước chân trước đó dẫm xuống làm trái tim người ta phải nhảy loạn đã trở nên rối loạn làm người ta không phân biệt được thật giả, giống như tất cả mọi thứ trước đó đều tan vỡ khi tâm niệm vương lầm khẽ động. Vẻ mặt Lô Vân Tòng lập tức trở nên ngưng trọng, loại cảm giác này hắn hiểu được rất rõ ràng. Trước đây hắn đã tản ra tu vi và ý cảnh để bao phủ chính xác khắp người tên đàn ông áo trắng trước mặt, mỗi bước chân hắn tiến lên đều do ý cảnh biến thành mỗi bước tiến về phía trước đều dùng ý cảnh tấn công trong lúc đi về phía trước ý cảnh dung nhập vào thiên địa đạo lại hóa thành mây đen che kín bầu trời làm khí thế toàn thân lô vân tòng trực tiếp tiến lên đỉnh phong vài chục bước chân đơn giản giống như mượn lực lượng thiên địa để hàng lâm về phía người đàn ông áo trắng bình thường trước mặt nếu là một người khác chỉ vài chục bước chân này cũng đủ làm đạo niệm tan cỡ nguyên thần bị tổn thương nghiêm trọng thậm chí còn có thể lưu lại dấu ấn trong nguyên thần từ đó làm cho đạo cơ tan vỡ mặc dù kẻ khác có thể phản kháng nhưng tất nhiên sẽ để lộ ra sơ hở lục vân tòng cực kỳ tự tin với đạo niệm ý cảnh cực kỳ kiên định của chính mình người lúc này hắn lại trở nên chấn động chỉ vì một chữ của người đàn ông áo trắng rất bình thường trước mặt một chữ này vừa ra khỏi miệng tất cả mọi thứ hắn đã tạo ra trước đây đều tan vỡ tất cả đều trở thành hư ảo vì sao không ngồi vương lâm ngẩng đầu thu hồi ánh mắt từ trên đàn dược trong nháy mắt khi ánh mắt của hắn nhìn về phía người đàn ông trung niên giống như có những luồng sấm sét nổ ầm ầm trong vô hình giống như cuồng phong quét ngang qua, tất cả mọi thứ đều biến mất, trời quang mây tạnh, dù đạo của Lô Vân Tòng có sâu sắc thế nào, dù đạo niệm có kiên định như thiên địa, thì cũng không thể nào so sánh với Vương Lâm được. Con đường tu đạo của Vương Lâm đã cảm ngộ sinh tử luân hồi 500 năm, sau 900 năm thì sinh tử luân hồi trở thành nhân quả tuần hoàn, sau nhiều năm lại trở nên nhân quả viên mãn, lại một lần nữa chuyển hóa thành chân giả ý cảnh. Lô Vân Tòng lấy gì so sánh? Lấy tư cách gì để so sánh? Không thể so được. Lý Thiến Mai vẫn đường bên cạnh quan sát, nàng đi cũng lô vân tòng cũng vì những hiểu biết của hắn về đạo làm cho nàng phải kính nể. Nàng cho rằng trong những tiểu bối có rất ít nhân tài vượt qua được những hiểu biết của Lô Vân Tòng. Đây cũng chính là nguyên nhân mà Lô Vân Tòng được rất nhiều tinh vực cấp cao coi trọng. Nhưng tình cảnh trước mắt lộ ra những luồng sáng trước này chưa từng có. Vị huynh đài này, ta có ba câu hỏi, không biết có thể giải thích. Tình cảnh xảy ra trong dược viện không có bất kỳ tu sĩ quy nguyên tông nào nhìn ra được manh mối. Khu vực phía Nam đã trở thành cấm địa, nên không có đệ tử nào bước vào nửa bước dù là đám người lựa yến phỉ, nếu không được gọi cũng không dám xâm nhập, trong nháy mắt đã giết chết hung thú cấp 8, quát một tiếng đẩy lùi ba tên tu sĩ của ba tông phái cấp 6. Từng chuyện từng chuyện xảy ra làm Vương Lâm giống như đã trở thành lão tổ trong lòng tất cả tu sĩ Quy Nguyên Tông, tất cả đều cảm thấy kính sợ. Lúc này vẻ mặt Lô Vân Tòng cực kỳ khó coi, hắn nhìn chằm chằm vào Vương Lâm và rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan. Ánh mắt của người đàn ông áo trắng có vẻ tầm thường này rất bình tĩnh, nhưng nếu lô vân tòng tiến vào một bước thì có cảm giác trời sập hắn lui về phía sau một bước thì đạo niệm tan vỡ như băng giống như đạo của lô vân tòng rõ ràng chỉ là một đứa trẻ đang được người đàn ông trước mặt đùa giỡn mồ hôi lạnh từ trên trán lô vân tòng đổ ra cả đời hắn đều chỉ là hư ảo nhưng nếu đối phương khẽ động tâm niệm thì sẽ lập tức trở thành những tồn tại thật sự hắn còn sinh ra cảm giác giống như thiên địa này cũng có thể biến đổi theo đạo niệm của người này những suy nghĩ quái dị bùng lên trong lòng lô vân tòng đúng lúc này lời nói của lý thiến mai lại vang lên âm thanh dịu dàng và dễ nghe của nàng lại có thêm chút ưu nhã có thể làm cho tâm thần người ta dịu hẳn xuống khi ánh mắt của vương lâm rời qua lô vân tòng nhìn lên mặt lý thiến mai lúc này lô vân tòng mới thở phào nhẹ nhõm hắn hít vào một hơi thật sâu rồi lui về phía sau với vẻ mặt âm trầm vương lâm bình tĩnh nhìn lý thiến mai tu vi của cô gái này sâu không thể dò lúc này tuy tất cả đã thu lại nhưng vương lâm có thể thấy được cô gái xinh đẹp tuyệt trần này có thần thông toái niết đạo hữu là người phương nào ánh mắt vương lâm vẫn vô cùng bình tĩnh nhưng tâm thần của hắn lại cực kỳ căng thẳng, ngọn gió nhẹ thổi ngang qua làm những sợi tóc tuyệt đẹp của Lý Thiến Mai khẽ tung bay, nàng dùng tay vuốt mấy sợi tóc qua tai rồi nhìn qua Vương Lâm, nàng khẽ nói, "Lý Thiến Mai, Phá Thiên Tông, Lý đạo hữu tới đây có chuyện gì?" Vương Lâm chấn động tâm thần, nhưng vẻ mặt lại không có bất kỳ thay đổi nào rồi chậm rãi nói, "Lý Thiến Mai khẽ cười, nàng chớp mắt rồi lại cười nói, "Tới đây hỏi đạo huynh bao vấn đề, giải thích nghi hoặc cho Thiến Mai, vì sao phải giải thích cho ngươi?" giọng nói phương lâm vẫn cực kỳ bình thản lý thiến mai cũng vẫn rất điềm tĩnh nàng suy nghĩ một chút rồi nói thiến mai có thể thổi một khúc sáo cho đạo huynh nghe không cần vương lâm nhíu mày rồi thẳng thường nói thiến mai sẽ vì đạo huynh giải quyết chuyện phát sinh với tử đạo tông trên mặt lý thiến mai hiện lên nụ cười nàng khẽ nói cũng không cần vẻ mặt lý thiến mai trở nên khổ não nàng nhìn qua vương lâm rồi khẽ nói đạo huynh có lẽ đã hiểu lầm thiến mai và lô huynh chỉ là gặp nhau trên đường khi đó thiến mai cũng không biết chuyện gì cả Tiện đường đi đến đây với Lô huynh, Thiến Mai cũng không có ý muốn đấu đạo pháp với đạo huynh, Thiến Mai cũng không tham dự vào chuyện của đạo huynh và Từ đạo tông, người Thiến Mai chỉ muốn hỏi ba vấn đề đang nghi hoặc mà thôi, cũng không có ý gì khác. Lý Thiến Mai rất ít khi giải thích kỹ càng như vậy, lúc này tất nhiên cũng nhìn rõ Vương Lâm cho rằng mình cùng đi với Lô Vân Tổng, cho nên phải buồn giàu giải thích một lượt. Vương Lâm tập trung tinh thần nhìn Lý Thiến Mai một lúc, sau đó hắn khẽ nhăn mày trầm giọng nói: "Vấn đề trên phương diện nào, liên quan đến đạo?" Lý Thiến Mai lại cười nói: một vấn đề để đổi lấy một vật phẩm, Vương Lâm chậm rãi mở miệng, Lô Vân Tòng đường ở bên cạnh nghe đến đây thì cười khổ, trước đó khi hắn gặp Lý Thiến Mai thì không nghĩ đến chuyện yêu cầu vật phẩm mà chỉ muốn dùng tiếng sáo nghe cho vui, cũng có ý muốn tạo ra quan hệ tốt với Lý Thiến Mai, lúc này Lý Thiến Mai cũng khẽ giật mình, nàng gật đầu cười, nếu đạo huynh có thể giải thích được những nghi hoặc của Thiến Mai thì đây là chuyện đương nhiên. Hỏi đi, Vương Lâm cúi đầu nhìn viên đan dược cấp 8 trong tay mình rồi bình tĩnh nói, "Đạo huynh, câu hỏi thứ nhất của Thiến Mai, cái gì là thiên?" trong cặp mắt lý thiến mai tràn đầy sự chờ mong trên đường đến đây nàng đã nghe qua rất nhiều đáp án trước đó lô vân tòng cũng đã trả lời thiên là nhà ngục lúc này nàng rất muốn biết người đàn ông áo trắng rất bình thường trước mặt sẽ trả lời thế nào không phải chỉ có mình lý thiến mai mong chờ câu trả lời của vương lâm mà ngay cả ánh mắt lô vân tòng cũng trở nên ngưng trọng hắn muốn biết được người có đạo niệm mạnh mẽ như vậy thì trả lời câu hỏi này như thế nào lô vân tòng vẫn cho rằng câu trả lời của chính mình đã quá hoàn thiện nếu không thì hắn cũng không phải người đầu tiên được lý thiến mai hỏi đến câu thứ hai sau khi nghe câu hỏi của Lý Thiến Mai, Vương Lâm chỉ cười cười mà nhìn thẳng vào nàng, nhưng hắn không nói gì. Lý Thiến Mai cảm thấy rất khó hiểu đối với nụ cười của Vương Lâm, người nàng cũng không hối thúc mà chỉ lặng lặng chờ câu trả lời. Nhưng lúc này Lô Vân Tòng lại nhíu mày, hắn không hiểu được vì sao người thanh niên áo trắng kia nghe thấy câu hỏi thì lại cười. Nụ cười của Vương Lâm trong mắt Lô Vân Tòng giống như có vẻ mỉa mai và diễu cợt. Hỏi vấn đề thứ hai đi, Vương Lâm lắc đầu rồi bình tĩnh nói, các hạ chưa trả lời câu hỏi thứ nhất, cái gì là thiên? lô vân tòng nhìn qua vương lâm rồi trầm giọng nói sao như vậy ngươi cho rằng cái gì là thiên vương lâm quét mắt nhìn về phía lô vân tòng hắn cũng chẳng thèm quan tâm nói thiên là nhà ngục miệng giếng là thiên mặt nước cũng là thiên giọng nói của lô vân tòng rất bình tĩnh người lại rất tự tin lý thiến mai vẫn nhíu chặt đôi mày thanh tú nàng giống như đang ở trong suy tư lúc này nàng không nhìn thấu vương lâm sau khi nghe lô vân tòng mở lời thì nói trước đó vì sao đạo huynh lại cười chẳng lẽ câu hỏi của thiến mai có gì không đúng sao Vương Lâm nhìn Lý Thiến Mai, rất lâu sau hắn mới bình thản nói, có thiên sao, lời này vừa nói ra, Lý Thiến Mai đã sửng sờ ngay tại chỗ, trên đường nàng vẫn liên tục yêu cầu rất nhiều người nhưng chưa từng có ai trả lời như vậy, không chỉ có nàng mà ngay cả Lô Vân Tòng cũng trở nên cực kỳ ngưng trọng, hắn vô thức nhìn lên bầu trời, câu nói hoang đường, thiên ở bốn phía chúng ta, tại sao lại không có thiên, Lô Vân Tòng hờ lạnh nói, trong mắt Lý Thiến Mai lộ ra vẻ suy tư, nàng suy nghĩ một lúc rồi khẽ nói, vì sao không? Vương Lâm không mở miệng mà nâng tay chỉ về phía trước, trong dược viện lập tức nổi lên những luồng gió nhẹ, nhưng trên mặt đất bên ngoài thân thể của Lý Thiến Mai và Lô Vân Tòng lại xuất hiện một vòng tròn, giống như có người nào đó dùng cành cây vẽ lên mặt đất vậy, vòng tròn đó chính là thiên do các ngươi cho rằng nó tồn tại, nếu trong lòng ngươi có thiên thì thiên cũng sẽ tồn tại, ngươi sẽ nghĩ chính mình là một con kiến hôi đang bị giam trong lòng, đang muốn phản kháng để phá vỡ thiên địa, đây là đạo niệm mà cũng chính là tín niệm, nhưng nếu ngươi đi từ trong vòng tròn này ra thì có tác dụng gì chứ? Vương Lâm lắc đầu vung tay phải lên, bên ngoài vòng tròn lúc nãy lại xuất hiện thêm một vòng tròn, nếu các ngươi đi ra thì vẫn giống như ngày hôm nay nhân quả tuần hoàn, sẽ không có bến bờ cuối cùng, mãi cho đến khi thiên trong lòng các ngươi dần mờ trong trời đất, thiên chẳng qua chỉ là lời bịa đặt, mấy trăm năm trước ta đã bắt đầu suy nghĩ về đạo lý này, cho nên vì sao nhất định phải có thiên, Vương Lâm nói xong thì bình tĩnh ngồi xuống, cũng không nói thêm lời nào, thân thể Lô Vân Tòng chấn động, giống như có một người đánh đòn cảnh cáo vào thiên linh bên tai hắn vang lên những tiếng vù vù giống như có rất nhiều sấm sét nổ vang trong tâm thần hắn vô thức lui về phía sau vài bước hắn bước ra khỏi vòng tròn một lớn một bé trong đầu liên tục vang vọng những âm thanh của vương lâm thiên chỉ là lời bịa đặt vẻ mặt hắn trở nên tái nhợt tâm thần hỗn loạn khoảnh khắc này đạo niệm hắn kiên trì theo đuổi cả đời đã xuất hiện vết nứt hắn muốn phản bác lời nói của tên thanh niên áo trắng trước mặt nhưng lại không thể lúc này hai vòng tròn bên ngoài cơ thể hắn giống như liên tục phóng đại cuối cùng đã trở thành thiên trong lòng hắn đã trở thành nhà tù Hắn dùng tất cả sức lực để thoát ra khỏi nhà tù này lại ngạc nhiên phát hiện mình đang đường trong một nhà tù khác, loại cảm giác kỳ dị này làm vẻ mặt hắn không còn chút máu, một dòng máu tươi từ trên khóe miệng hắn chảy xuống, trên mặt lộ ra nụ cười tự giễu cợt và đau khổ, Lý Thiến Mai lặng lẽ nhắm hai mắt lại, tâm thần nàng chấn động, lời nói của Vương Lâm biến thành những ký hiệu bay múa trong tâm thần nàng, làm những đám mây đen bên trong hơi tiêu tán, nàng vốn cho rằng tâm thần của chính mình rất mê man với đạo, giống như đang có mây đen bao phủ trên đường nàng đi đã yêu cầu rất nhiều người nhưng không ai giải thích được nghi hoặc trong lòng nàng. Chỉ có những lời nói của Lô Vân Tòng giống như tia chớp xuất hiện trong tâm thần làm mây đen tiêu tan bớt. Nhưng lúc này nàng lại hiểu được những lời nói của Lô Vân Tòng giải thích về đạo lại cực kỳ nực cười. Câu nói thiên chính là lời bịa đặt rơi vào trong tai làm nàng không thể tự kiềm chế được. Lúc này lời nói của Vương Lâm giống như hóa thành những con sóng biển kinh hoàng, hóa thành hai bàn tay vô hình quét sạch tất cả mây đen đang bao phủ toàn bộ tâm thần Lý Thiến Mai. Hai bờ mi của Lý Thiến Mai khẽ rung, nàng mở hai mắt ra nhìn qua vương lâm một lúc lâu sau đó dùng giọng kính phục nói đạo huynh có thể nói cho thiến mai biết tục danh không lý thiến mai hơi cúi người rồi khẽ nói lữ tử hạo giọng nói vương lâm vẫn bình tĩnh như trước không có chút dao động nào đạo ý của lữ huynh đã phá vỡ những bế tắc của thiến mai bây giờ thiến mai muốn hỏi câu thứ hai kính xin lữ huynh giải thích nghi hoặc lý thiến mai nhìn qua vương lâm hai mắt nàng sáng rực như sao, song vấn đề thứ nhất ta muốn một viên đàn dược cấp cao nhất trên người ngươi Vương Lâm đảo mắt nhìn về Lý Thiến Mai, Lý Thiến Mai nhìn Vương Lâm rồi che miệng cười khẽ, nụ cười giống như một cô gái nhỏ của Thiến Mai cực kỳ xinh đẹp, nhưng Lô Vân Tòng lại cười khổ, hắn chưa từng được nhìn qua, nhưng dù Vương Lâm được nhìn lại trở nên thờ ơ, Lữ Huynh muốn thế nào, trên người Thiến Mai đều là đan dược bán thành phẩm, cần phải quay về tông phái luyện hóa mới trở thành đan dược chân chính. Đan dược cao nhất là cấp 10 nhưng không phải ly hồn đan mà chỉ là cực tài đan dùng để chữa thương mà thôi. Nếu Lữ Huynh đã yêu cầu thì Thiến Mai sẽ tặng. Lý Thiến Mai nói xong thì phung tay một chảo tay phải lên hư không, túi chữ vật lập tức xuất hiện, bên trong bay ra một viên thuốc. Lý Thiến Mai chụp lấy rồi đưa tới cho Vương Lâm, Vương Lâm cau mày nhìn thoáng qua đan dược, hắn nhìn thoáng qua rồi thu hồi. Câu hỏi thứ hai của Thiến Mai, cái gì là thiên? Hai mắt Lý Thiến Mai cực kỳ sáng, trái tim của nàng đập lên thình thịch rồi chờ đợi câu trả lời của Vương Lâm. Loại cảm giác nay Lý Thiến Mai chưa từng có, dù trước đây đối với những câu trả lời của Lô Vân Tòng, nàng tuy chờ mong nhưng không đến mức độ như hiện tại. Sau khi nghe được câu hỏi thứ hai của Lý Thiến Mai thì Vương Lâm ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xanh thẳm, vẻ mặt hơi phiền muộn, hắn khẽ nói, câu hỏi đầu tiên ngày hôm nay chính là cực hạn của đạo niệm, câu hỏi thứ hai lại chính là thiên ý. Vương Lâm vừa nói ra những lời này thì hai mắt Lý Thiến Mai lại càng trở nên sáng ngời, nàng kinh ngạc nhìn Vương Lâm, đây là người đầu tiên nàng gặp thật sự biết được những điều tương đồng trong hai câu hỏi của chính mình, tất nhiên đây cũng là người cực kỳ khác biệt, lúc này Lô Vân Tòng hít vào một hơi thật sâu, hắn cố gắng áp chế tâm từ đang hỗn loạn, nhưng sau khi nghe được lời nói của vương lâm thì hắn lại đứng ngây ra như tượng hắn đã biết vì sao trước đó rõ ràng đã trả lời câu hỏi thứ hai rất hoàn mỹ nhưng cuối cùng lại không có tư cách trả lời tiếp câu hỏi thứ ba bởi vì hắn không thể hiểu dược những điều bất đồng giữa hai vấn đề này đã từng có người nói với ta rằng mưa gió do thiên sinh ra mà giữa quá trình này lại chính là nhân sinh nhưng mưa gió thật sự do thiên sinh ra sao mưa sinh ra từ hư vô không liên quan đến thiên mưa rơi xuống mặt đất để tưới mát vạn sinh linh cũng không liên quan đến địa đây chính là mưa vận mệnh mưa do hơi nước hóa thành hơi nước do vạn loài sinh linh tạo ra sau khi mưa xuất hiện thì tất nhiên sẽ muốn quay về với vạn loài sinh linh đây là tuần hoàn nhân quả tuần hoàn cũng chính là vận mệnh trong tam tối có tồn tại quy tắc vận mệnh nó vô hình nhưng lại quấn quanh bên cạnh mỗi một sinh linh lặng lẽ thay đổi tất cả vương lâm nhìn lên bầu trời hắn vung tay phải lên bầu trời lập tức vang vọng những tiếng sấm sét ầm ầm nhưng lúc này hơi nước lại từ bốn phương tám hướng ngưng tụ đến rồi hóa thành những đám mây đen nặng trình trịch một lát sau, một trận mưa từ trên bầu trời Hàng Lâm xuống, người xem những hạt mưa nhân sinh, hạt mưa có thể rơi một đường thẳng tắp, ta đã nhìn mưa rất lâu, nhưng lại vẫn chưa nhìn thấy bất kỳ một giọt mưa nào, có thể mưa sẽ không thay đổi quỹ đạo rơi, nó vẫn rơi thẳng, chúng sẽ sinh ra gió vì mây rất nặng, có thể tự điều chỉnh được vị trí Hàng Lâm, ngươi thấy những hạt mưa kia có cam lòng không, ngươi có biết vì sao lại như vậy không? Vương Lâm thu hồi ánh mắt, hắn nhìn về phía Lý Thiến Mai, Lý Thiến Mai nhìn qua làn mưa một lúc lâu rồi khẽ nói, đây là thiên ý vận mệnh thay đổi mưa nhân sinh thì rất ngắn nhưng vì nó tuần hoàn nên lại rất dài mỗi đời tu sĩ chúng ta tuy rất dài nhưng lại vì vận mệnh thiên ý mà trở nên ngắn nhưng vòng đời của cơn mưa tuy ngắn cũng rất muốn phản kháng để thoát khỏi sự khống chế của vận mệnh có được nhiều cơ hội lựa chọn được vị trí hàng lâm dùng phương pháp lặng lẽ này để chống đối lại thiên ý và vận mệnh một đời của những tu sĩ chúng ta tuy dài mưa không thể so sánh được nhưng có kẻ nào giống như mưa cố gắng liều chết để thoát khỏi sự khống chế của vận mệnh liều chết để phản kháng những sắp đặt của trời xanh liều chết cũng phải chống lại thiên mệnh vương lâm vung tay áo lên bầu trời vang lên những âm thanh ầm ầm nhưng nước mưa lại bị cuốn ngược vào mây nhảy vào trong mây làm mây đen phải gian vỡ rồi hóa thành hơi nước tiêu tán khắp thiên địa nếu ngươi thay đổi được vận mệnh của mưa thì ngươi chính là thiên ý bươm bướm chỉ chết vì nhảy vào lửa nếu ngươi thổi tắt lửa làm cho nó không thể nào đâm đầu vào mà chết ngươi đã là người thay đổi vận mệnh nó thiên ý muốn một người phải chết ngươi cứu sống họ ngươi lại chính là thiên ý trong thế gian có câu nói vương hầu tương tương ninh chủng hồ chính là đạo lý này tiên gia có nói một người đắc đạo gà chó lên trời cũng chính là đạo lý này đây chính là câu trả lời của ta cho vấn đề của ngươi giọng nói của vương lâm như chém linh chặt sát khi lời nói của hắn vang lên thì bầu không khí khắp bốn phía trở nên cực kỳ yên tĩnh lô vân tòng kinh ngạc nhìn qua vương lâm trong tâm thần của hắn vang vọng những hồi chuông cực kỳ rõ ràng trong mắt lô vân tòng hiện lên cái nhìn phức tạp hắn bắt buộc phải kính phục người thanh niên áo trắng đang đứng trước mặt từng chữ từng chữ trong lời nói của đối phương rơi vào trong tâm thần lô vân tòng trầm tư một lát rồi hướng về phía vương lâm ôm quyền cúi đầu thật thấp tuy hắn không nói gì nhưng hành động đã đủ để nói lên hai chữ kính nể lý thiến mai nhìn về phía bầu trời trong mắt lộ ra vẻ mờ mịt rất lâu sau nàng than nhẹ một tiếng ánh mắt nàng nhìn về phía vương lâm đã có sự khác biệt rất lớn nàng khẽ nhất cặp môi anh đào rồi nói đạo của lữ huynh tiểu muội tâm phục nàng nói xong thì đan dược bán thành phẩm có chứa linh hồn của mãnh thú cấp mười những loại dược thảo và phương pháp luyện đan đều được ghi rõ trong ngọc giản nàng do dự một chút rồi nhìn thoáng qua vương lâm khẽ nói tiểu muội con vấn đề cuối cùng vương lâm là người đầu tiên có thể để nàng phải hỏi ra ba câu ánh mắt lý thiến mai trở nên phức tạp nàng cẩn thận nhìn vương lâm vài lần giống như muốn đem tất cả bóng hình của đối phương khắc sâu vào tận đáy lòng không ai hiểu được ý nghĩa quan trọng nhất của ba vấn đề này nằm ở chỗ nào hy vọng lữ huynh có thể giải thích nghi hoặc vấn đề của tiểu muội ngay tại đây khuôn mặt lý thiến mai không biết vì sao lại trở nên đỏ hồng vấn đề thứ ba cái gì là thiên lý thiến mai nhìn qua vương lâm rồi khẽ hỏi vương lâm trở nên trầm tư rồi nhắm chặt hai mắt lại thời gian chậm rãi trôi qua sau nửa nén hương thì vương lâm mở bừng mắt ra nhìn lý thiến mai hắn bình tĩnh mở miệng nói ngươi hỏi không phải là thiên lý thiến mai trầm tư một lát sau đó lại khẽ gật đầu vấn đề này ta cũng đã suy nghĩ rất lâu rồi ta cũng đã từng tìm được một đáp án nhưng hiện nay nghĩ lại thì cảm thấy đáp án này vẫn chưa hoàn toàn đầy đủ không biết đáp án trước đây lữ huynh tìm được là gì có thể nói cho tiểu muội biết được không? Ánh mắt Lý Thiến Mai vẫn rất bình tĩnh, trong đó không có chút tạp chất nào mà nhìn về phía Vương Lâm. Lô Vân Tòng đứng bên cạnh thầm than một tiếng, hắn cảm thấy lúc này mình đã trở nên dư thừa. Hắn lắc đầu rồi ngồi xuống đất, tay phải vung lên lấy ra một bầu rượu, hắn ngửa mặt lên trời uống một ngụm lớn. Ta là cá, đạo là lưới, sông là thiên, ngựa ông cầm lao chính là người quản lý những tạo hóa vận mệnh. Vương Lâm trầm ngâm một lúc rồi chậm rãi nói. Lô Vân Tòng nghe đến đây thì tay phải đang nhấc bầu rượu phải ngừng lại, trong mắt hắn lộ ra vẻ suy tư một lúc lâu sau hình như đã có chút tỉnh ngộ hắn nhìn vương lâm tay phải lại vung lên một chảo lấy ra một bầu rượu rồi ném về phía vương lâm ánh mắt vương lâm lóe lên hắn vung tay chụp lấy rồi uống một hớp lớn lô vân tòng thở dài hắn dùng ánh mắt phức tạp nhìn về phía vương lâm người này mặc dù tướng mạo cực kỳ tầm thường nhưng lại có khí thế làm tâm thần hắn tan gãy con trai của ta quả thật đáng chết có thể chết dưới tay người này cũng coi như là tạo hóa của hắn lô vân tòng cũng không phải nhân vật tầm thường hắn uống vào một ngụm rượu và giải tỏa những khúc mắc trong lòng. Lý Thiến Mai nhíu cặp mày thanh tú, ngón tay như ngọc của nàng đang khẽ niết trên mi tâm. Nàng thấp giọng nói, sư tôn cũng đã từng nói qua những lời thế này, lão nhân gia đã từng nói, người là dế, đạo là sơn, ý là thiên. Nếu thiên nộ thì đạo cũng theo thiên, nhưng nếu dế nộ thì cũng có lực lượng làm sơn dung chuyển. Nàng nói xong cũng cúi đầu nhìn xuống mặt đất, nàng lấy ra một mảnh lụa màu trắng rồi trải xuống đất khoanh chân ngồi bên trên, đạo cũng không phải là lưới, cũng không phải là sơn mà chỉ là một tư tưởng. Tư tưởng này của mỗi người đều khác biệt nhau, có người xem nó như lưới, có kẻ thấy nó như sơn. Khi nghe được lời nói của Lý Thiến Mai, ánh mắt Vương Lâm cũng lộ vẻ trầm tư, sau đó dần dần trở nên sáng ngời. Đạo chỉ là tư tưởng sao? Con người có thể được gọi là người, cũng vì bọn họ có suy nghĩ, có thể thoát khỏi sự ràng buộc của thân thể, dung nhập vào thiên địa tìm ra những vị trí chưa biết. Trong mắt Lô Vân Tòng cũng lóe lên tinh quang giống như tự nói với chính mình. Lữ huynh thuyết Pháp rất kỳ lạ, Lý Thiến Mai suy nghĩ một lúc rồi khẽ cười nói, ba người hầu như đã quên mất thời gian đang trôi qua, mọi người đều ngồi trên mặt sân nói chuyện, bầu không khí đằng đằng sát khí lúc đầu cũng bị cuộc luận đạo này tách ra, ngày xoay chuyển, đêm hàng lâm, một ánh trăng treo trên không trung chiếu sáng cả khoảng sân, sau lưng ba người đều xuất hiện một bóng trăng, ba người luận đạo quên mất thời gian, lúc đầu lão già ngồi trên lưng mãnh hổ bên ngoài mạc la đại lục cũng không lo lắng, nhưng sau nửa ngày chưa qua lão lại dần nhíu chặt mày lão không hiểu với tu vi của tông chủ lại có thêm lý thiến mai còn cao hơn nữa tại sao đi đến mạc la đại lục lâu như vậy mà vẫn chưa trở về lại thêm vài canh giờ vẻ lo lắng trong mắt lão già lại càng nồng đậm trong lòng lão mơ hồ cảm thấy không ổn lão cắn răng điều khiển linh thú mãnh hổ không chút do dự mãnh hổ mang theo hơn 30 đệ tử hạch tâm của tử đạo tông phóng thẳng xuống mạc la đại lục nhưng khi bọn họ vừa mới tới gần còn chưa kịp phá vỡ tầng phòng hộ mạc la đại lục thì một giọng nói uy nghiêm đột nhiên vang vọng lui ra không có lệnh của ta không kể nào được tiến vào mạc lã đại lục nửa bước giọng nói này là của lô vân tòng thân thể lão già kia vội vàng dừng lại rồi vội vàng cung kính ôm quyền xưng vâng lão già điều khiển mãnh thú nhanh chóng lui về phía sau nhưng trong lòng vẫn cảm thấy cực kỳ khó hiểu khi ánh sáng ban mai còn bao phủ dược viện vương lâm quét mắt nhìn về phía lô vân tòng lúc này lô vân tòng đang trầm tư hắn chỉ ngồi một bên uống rượu mà không nói câu gì hắn đã biết mình không phải là đối thủ của người thanh niên áo trắng trước mặt dù là tất cả từ đạo tông có đến đây cũng không có tác dụng hiện nay với câu hỏi thứ ba ta cũng chỉ có thể nói đạo là tư tưởng vương lâm nhìn qua lý thiến mai rồi bình thản nói trên mặt lý thiến mai lộ ra nụ cười cực kỳ xinh đẹp nhiều lần đảo mắt nhìn qua vương lâm rồi khẽ nói đa tạ lữ huynh đã giải thích ban điều nghi hoặc cho tiểu muội còn vấn đề thứ ba hy vọng sau này lữ huynh có thể đắc đạo và nói cho mọi người biết được từ nay về sau tiểu muội sẽ không đi hỏi bất kỳ người nào ba vấn đề này nữa vương lâm khẽ giật mình hắn trầm ngâm nhìn lý thiến mai một lát rồi gật đầu lô vân tòng thầm than một tiếng hân đứng lên ôm quyền hướng về phía vương lâm trầm giọng nói lữ đạo hữu một đêm nghe đạo thù hận trước đây xin nhấc tay bỏ qua nhưng âm tiên phiên ngươi phải trả lại cho ta ánh mắt vương lâm vẫn bình tĩnh hắn lắc đầu ngươi lô vân tòng hít vào một hơi thật sâu rồi cười khổ lữ đạo hữu âm tiên phiên không phải vật tử đạo tông ta mà nó chính là chủ tông ban thưởng xuống bên dưới sau trăm năm phải dâng lên lại nếu ngươi không muốn trả thì lô mộ cũng không cưỡng ép nhưng trăm năm sau nếu tông chủ yêu cầu thì đứng trách lô mộ không nói trước Lô Vân Tòng lại thầm than một tiếng, hắn mở miệng nói, "Âm Tiên Phiên là vật của chủ tông sao?" Vẻ mặt Vương Lâm vẫn rất bình tĩnh nhưng trong lòng lại khẽ động, "Thôi được, nếu ngươi đã không muốn trả thì Lô mẫu xin cáo từ." Lô Vân Tòng ôm quyền rồi nhìn về phía Lý Thiến Mai, hắn nhận ra đối phương không có ý muốn cùng đi với mình thì trong lòng cảm thấy cay đắng, hắn ôm quyền hướng về phía Lý Thiến Mai rồi xoay người rời đi. Khi Lô Vân Tòng phóng đi, Lý Thiến Mai nhẹ nhàng nở nụ cười nhìn qua Vương Lâm, nàng dùng tay cầm sáo đặt lên bên miệng rồi khẽ thổi tiếng sáo chậm rãi vang lên dịu dàng mà trang nhã tươi đẹp và phóng khoáng tiếng sáo thấm vào trong tận đáy lòng vần quanh linh hồn làm người ta phải say đắm lạc hồn vào bên trong trong tiếng sáo ẩn giấu những ý vị tâm tư như cánh hoa rơi nhẹ như nước chảy suối khư trong suốt và thơm mát tiếng sáo như xóa đi những xấu xa trong tâm hồn lại giống như một luồng cầu vồng bảy máu để người và người cùng ngắm làm cho khoảng cách giữa con người tan theo mây khói vương lâm cảm nhận tiếng sáo trong sự yên lặng và trang nhã hắn nhắm hai mắt lại giống như thấy được cô gái đánh đàn trên chu tức tinh giống như thấy được cô gái mù đánh đàn trên vùng đất yêu linh tiếng sáo bên tai và tiếng đàn trong lòng lượn lờ và giao thoa mơ hồ không thể phân biệt rõ lô vân tòng đã rời đi rất xa hắn nâng theo tiếng sáo mà đi nỗi cay đắng trong lòng càng trở nên nồng nặc hắn quay đầu nhìn về quy nguyên tông rồi thở dài một tiếng sau đó lại tiếp tục phóng đi không quay đầu lại cũng không biết đã trải qua bao lâu tiếng sáo dần tiêu tán lý thiến mai đứng lên nhìn vương lâm rồi xoay người đi về phía cửa dược viện khoảnh khắc khi bước ra khỏi cổng nàng dừng chân xoay đầu lại rồi cười một nụ cười cực kỳ tuyệt vời vương lâm chợt mở bừng mắt bồng lai đại lục trong tinh vực cấp năm rất có danh tiếng nơi này đều có nguồn gốc là bảo ngọc tông bảo ngọc tông là một tông phái đệ nhất trong tinh vực cấp năm những lão quái đại thần thông có rất nhiều cho nên đại lục này được gọi là bồng lai vang danh bồng lai tiên cảnh lãnh thổ của bồng lai đại lục vượt xa mạc la đại lục mấy chục lần nếu từ xa nhìn lại thì bồng lai giống như một tinh vực cấp tám bởi vì nó thật sự không phải là đại lục mà là một tu chân tinh. Trong Vân Hải tinh vực thì số lượng tu chân tinh rất ít, rất hiếm, chỉ một vài môn phái có thực lực cường hạn mới có. Dù là Bảo Ngọc Tông cũng không có tư cách chiếm một tu chân tinh mà chỉ có thể chiếm được một nửa. Làm được điều này vì hai vạn năm trước tổ tiên của Bồng lai lập được nhiều đại công, được Quỷ Tông cấp 9 ban tặng, cho nên đến ngày hôm nay cũng không có bất kỳ tu sĩ cấp trên nào dám có lòng tham đối với tu chân tinh này, cũng chấp nhận sự thật là Bảo Ngọc Tông có tu chân tinh. Nhìn xuyên qua sương mù thì hình dáng của Bồng Lai giống như một phần trăng khuyết, bên ngoài tầng phòng hộ phát ra những luồng sáng nhẹ đẩy sương mù tản ra làm Bồng Lai Đại Lục trở nên trong sáng. Danh tiếng trên Bồng Lai ngoại trừ Bảo Ngọc Tông còn có chợ và đấu giá được một số bộ phận tu sĩ cấp trên đến đây buôn bán 30 năm một lần. Hầu như mỗi khi chợ trên Bồng Lai mở ra thì tu sĩ đều tập trung lại, có một số người từ tinh vực cấp cao đến, cực kỳ náo nhiệt. Những ngôi chợ này được duy trì liên tục trong vòng 3 tháng, các loại pháp bảo, đan dược, đan phương và linh thú cực kỳ đầy đủ. Tất cả những thứ trên được dùng để cung cấp cho các tu sĩ nguồn tài nguyên phong phú để giao dịch, thậm chí còn dùng tiên ngọc và nguyên tinh để trao đổi, còn buôn bán cả lô đỉnh và thân thể, thậm chí còn có một số người dùng chính linh thú của mình để xuất chiến thi tài. Tất nhiên điều làm người ta chú ý nhất chính là bồng lai loạn pháp và những bảo vật được bán đấu giá. Sở dĩ phải gọi là bồng lai loạn pháp vì bảo ngọc tông sẽ cung cấp một đấu trường cho các tu sĩ đến đây. Bọn họ tự định mức chiến đấu sinh tử, người thắng có thể đoạt được bảo vật của kẻ bại. Lúc này chợ sắp được mở ra trên bồng lai, từng đợt cầu vồng gào thét ngoài tinh không bồng lai đại lục rồi phóng thẳng đến gần vì chuyện đan phương và ngọc giản trước đó cho nên lần này đến đây có rất nhiều tu sĩ trên tinh vực cấp 6, cấp 7, cấp 8. trong tinh không có luồng cầu vồng đang phóng đi như tên bắn trong đó là một nam một nữ người đàn ông mặc áo trắng vẻ mặt bình tĩnh ánh mắt lạnh lùng giống như núi sập trước mặt cũng sẽ không thay đổi hắn chính là vương lâm cô gái bên cạnh thì tướng mạo xinh đẹp tuyệt trần cũng mặc y phục màu trắng mái tóc màu xanh không gió mà bay khuôn mặt tinh xảo làm trái tim người ta phải đập thình thịch. Người này toàn thân bùng lên khí thức yên tĩnh và trang nhã giống như tiên tử bước chân xuống trốn phạm trần. Nếu có ai đó nhìn vào cặp mắt của cô gái thì chắc chắn sẽ sinh ra cảm giác tự ti. Qua phải ngày lộ trình nữa thì có thể đến bồng lai đại lục. 500 năm trước Thiến Mai và Đồng Môn đã từng đến đây một lần, nơi đó rất nào nhiệt, khắc sâu vào ký ức. Trong cặp mắt của cô gái xinh đẹp bung ra những luồng sáng hồi ức rồi khẽ cười nói. Vương Lâm bên cạnh vẫn không nói gì, vẻ mặt vẫn bình thản hắn cũng không muốn đi theo Lý Thiến Mai đến đây, cũng không có hứng thú nhiều lắm với họp chợ trên bồng lai đại lục. Nhưng trước đó sau khi nghe xong lời nói của Lý Thiến Mai thì Vương Lâm lại trầm ngâm một lúc rồi trong lòng khẽ động. Trong Vương Lâm tinh vực sương mù dày đặc, nếu không có bản đồ tinh cầu thật chính xác thì hầu như khó tiến lên được nửa bước. Nếu là tinh vực cấp cao thì lại càng như vậy, nếu từ tinh vực cấp 5 mà đi về phía cấp 8 thì cần rất nhiều bản đồ tinh cầu. Trong vân hải tinh vực rất hiến bản đồ tinh cầu, nếu có phần lớn cũng đều do một người chế tạo ra sau khi sưu tập lại số lượng lớn và sửa chữa hoàn thiện hơn nữa còn phải nghiệm chứng thật hay giả cuối cùng mới đạt được mức độ toàn diện cho nên vương lâm đồng ý đến đây vì tất cả suy nghĩ đều đặt trên bản đồ tinh cầu nhưng thứ này trên vân hải tinh vực cực kỳ quý giá nên rất ít người mang ra giao dịch dù so với tình cảnh đặc biệt trên vân hải thì bản đồ tinh cầu thường là những vật tuyệt mật của môn phái điều này cũng có thể giải thích được với một vân hải tinh vực được sương mù bao phủ dày đặc thì hầu như rất ít tông phái dám nói có bản đồ tinh cầu của toàn bộ tinh vực trên thực tế thì trong một tinh vực khổng lồ thế này còn có rất nhiều địa phương chưa từng có tu sĩ nào đi qua, vì vậy mà bản đồ hành tinh có tác dụng vô cùng quan trọng, một man hoang đại lục không người nào biết có những hung thú và dược liệu, đồng thời còn có rất nhiều tài nguyên, nhưng vấn đề này lại nằm trong tay một số ít người hoặc một tông phái nào đó. Nếu không có bản đồ tinh cầu thì tiến lên một bước cũng khó, dù muốn phát triển tông phái cũng sẽ bị ảnh hưởng rất lớn. Lúc này cũng chỉ đi đến một vài man hoang đại lục mà tất cả mọi người đều biết để tìm kiếm tài nguyên cho nên hầu như tất cả các tông phái đều tốn rất nhiều tâm huyết để chế tạo bản đồ tinh cầu nhưng trong sương mù lại không phân biệt được phương hướng lại ẩn giấu rất nhiều mãnh thú thường thì mở được một bản đồ tinh cầu ở một khu vực thì phải trả một cái giá rất lớn lúc này trao đổi bản đồ tinh cầu tất nhiên trở thành lựa chọn đầu tiên nhưng con người thường tham lam dù trao đổi cũng có lừa gạt thậm chí còn đưa cho bản đồ ở những vị trí nguy hiểm những trường hợp trên xảy ra rất nhiều cho nên vấn đề giao dịch bản đồ tinh cầu cũng dần dần ít hẳn đi phần lớn những tông phái mảnh thà tự mình đi mở bản đồ tinh cầu. Sau khi đã chế tạo xong thì bọn họ cũng không muốn đổi lấy bản đồ tinh cầu giả, cho nên muốn lấy được nó phải trả một cái giá khổng lồ. Còn Lý Thiến Mai thì chỉ việc dùng những truyền tống trận đặc biệt của sư môn tông phái để trực tiếp hàng lâm xuống tất cả tinh vực cấp thấp bên trong. Sau khi liên tục qua vài truyền tống trận thì mới đến được tinh vực cấp 5. Trên thực tế thì đây cũng chính là phương pháp mà những tông phái cấp 8 trở lên trên vân hải tinh vực thường sử dụng, giống như phát tán hạt giống hoặc cử người cuống giúp đỡ những tinh vực cấp thấp có thể trùng kiến một vài bộ phận tông phái rồi tùy ý để bọn họ phát triển. Tác dụng lớn nhất của nó chính là hàng loạt điểm truyền tống trận để người của tông phái chính có thể truyền tống đến, dùng phương pháp này có thể khéo léo tránh khỏi sự thiếu sót về vấn đề bản đồ tinh cầu. Quy Nguyên Tông cũng có một truyền tống trận như vậy, nhưng mỗi lần mở ra truyền tống trận để vượt qua đều phải dùng khóa vực trong tinh vực, phải cần một số lượng tiên ngọc và nguyên linh cực lớn. Vì vậy nếu không có chủ tông trao cho quyền hạn tương ứng thì sẽ không đơn giản sử dụng được, nếu muốn cũng không thể mở ra trên đường đi vương lâm đều trở nên trầm tư cho nên đối với những lời nói của lý thiến mai hắn chỉ ứng phó cho qua hai người cũng không nói chuyện với nhau lý thiến mai rất tức giận suốt đường đi người đàn ông kia lại chẳng thèm nói chuyện căn bản là nửa câu cũng không nói hầu như tất cả đều là một mình nàng nói giống như đang tự trò chuyện với chính mình hai người phi hành với nhau nhưng lại trở nên trầm mặc trong mắt những tu sĩ chúng ta thì tinh vực cấp 9 rất thần bí chẳng biết ở tinh vực cấp 9 có bao nhiêu tông phái vương lâm quét mắt nhìn về phía lý thiến mai hắn trầm ngâm hai lúc rồi chậm rãi nói vương lâm nói ra lời này cũng không có bất kỳ sơ hở nào trong vân hải tinh vực vì có quá nhiều sương mù ngăn cách sự giao lưu giữa tu sĩ với nhau mà cũng không có quan hệ rộng trong đó thì tinh vực cấp 9 là một tồn tại thần bí nhất trong điển tịch của quy nguyên tông cũng chỉ đơn giản miêu tả một vài tinh vực cấp 9, cũng chỉ biết được duy nhất một tồn tại là thân tông ngay cả sự tồn tại của phá thiên tông vương lâm cũng biết được nhờ thông qua ngọc giản và ký ức của độc bà tử dù sao thì tông phái trên tinh vực cấp năm cũng không thể biết được nhiều chuyện tất nhiên sẽ không bằng tinh vực cấp 6. Lý Thiến Mai thấy Vương Lâm mở miệng, nàng suy nghĩ một lúc rồi trả lời câu hỏi của hắn, trong tinh vực cấp 9 có tổng cộng 4 tông phái, nếu xếp theo thứ tự thì lần lượt là Thần Tông, Quỷ Tông, Yêu Tông và Phá Thiên Tông, trong đó thì Phá Thiên Tông của Thiến Mai là yếu nhất, Thần Tông mạnh nhất, Quỷ Tông thần bí nhất, còn Yêu Tông, Lý Thiến Mai hơi do dự, nàng khẽ nói, địa phương Yêu Tông là vị trí sâu ở trong tinh vực cấp 9, nơi đó tu sĩ rất khó tiến vào, là nơi tập trung của tất cả những mãnh thú hùng mạnh yêu tông hầu như không quan tâm đến chuyện đời và cũng rất ít người đi ra ngoài thiến mai từng nghe sư tôn nói hình như trong yêu tông có loại hung thú cực kỳ đáng sợ có thể tu thành hình người nhưng có thần tông thì yêu tông cũng không thể gây sóng gió được sao vẻ mặt vương lâm khẽ động hắn nói có thể tu thành mãnh thú hình người sao lý thiến mai khẽ gật đầu nàng nói manh thú có thể cảm ngộ quy tắc trong thiên địa ngay cả thiên địa cũng có thể chứng minh được vì sao không thể luyện thành hình người được chứ nhưng những hung thú như vậy sẽ không nhiều nói chung là rất hiếm có một số chuyện huynh sẽ không biết được, thậm chí phần lớn tu sĩ đều không thể biết. Ngay cả phá thiên tông, cũng phải tiến vào và trở thành một thành viên của tinh vực cấp 9 mới hiểu được vài chuyện bí mật. Vẻ mặt lý thiến mai trở nên ngưng trọng, nàng châm từ một hồi rồi nói. Trước đây rất lâu, trong tinh vực cấp 9 chỉ có một tông phái, đó chính là thần tông. Thần tông xưng báo vân hải rất nhiều năm thì ở trên tinh vực cấp 9 lần đầu tiên bùng lên cuộc nổi loạn của mạnh thú. Trong đám mạnh thú đó có ba tồn tại đã tu thành hình người, nghe nói chúng đến từ những tinh vực khác. Nếu không có thần Tông thì cuộc nổi loạn năm xưa đã lan khắp cả Vân Hải, cuối cùng nó cũng bị tiếp tục ngăn cản và không thể lan ra bên ngoài, cũng có rất ít người nào khác biết được. Nghe nói trận chiến ấy cực kỳ nghiêm trọng, sau khi thần Tông phái ra một nhóm đệ tử trấn áp mạnh thú thì bọn chúng lại trú ẩn ở sâu bên trong tinh vực Sấp chín. Nơi đó là một không gian đất gãy và có liên quan đến một tinh vực thần bí nào đó, những mạnh thú cực kỳ hùng mạnh đều từ trong đó đi ra, vì ngăn cản những mạnh thú kia không cho làm loạn, nơi đó đã chém giết rằng co cả vài ngàn năm ngay cả ngày hôm nay thì cũng thường xuyên xảy ra chém giết. Bộ phận đệ tử thần tông này được thả tự do và làm nhiệm vụ phòng thủ ở trong địa phương sâu nhất của tinh vực cấp 9. Nhưng khi thời gian trôi qua thì bộ phận đệ tử thần tông này bắt đầu tách ra độc lập, tự xưng lại yêu tông và không nghe theo hiệu lệnh của thần tông. Nhưng bọn họ vẫn còn phòng thủ ở địa phương đó, vẫn ngăn cản mạnh thù đánh sâu vào. Giọng nói của Lý Thiến Mai rất dễ nghe, nhưng nội dung bên trong lại làm trong lòng người ta cảm thấy kinh hoàng. Hai mắt Vương Lâm trở nên ngưng trọng, hắn không ngờ trong vân hải tinh vực này lại ẩn giấu một chuyện kinh thiên như vậy thần tông phòng ngừa rất chú đáo vì cố kỵ yêu tông và những mãnh thú của tinh vực thần bí kia xâm nhập cho nên đầu tiên là đề bạt quỷ tông am hiểu nhiếp hồn thuật trở thành tông phái cấp 9, sau đó lại đề bạt phá thiên tông của ta tất cả mọi chuyện thần tông làm cũng chỉ vì chuẩn bị cho cuộc nổi loạn lần thứ hai của mãnh thú không biết đến bây giờ thì xảy ra vấn đề này cực kỳ quan trọng mong lữ huynh đừng để người khác biết vương lâm trầm ngâm một lát rồi khẽ gật đầu hắn đưa mắt nhìn ra xa giống như mơ hồ có thể nhìn thấu hư vô nhìn thấy tinh vực cấp 9, thấy không gian phòng thủ ngàn năm của yêu tông bị vỡ vụn ánh mắt hắn nhìn sâu vào trong và thấy được một tinh vực cực kỳ thần bí bên trong thế sự vô thường nhưng nhất định phải có nguyên nhân nếu lời nói của lý thiến mai là thật như vậy tinh vực thần bí kia sẽ ở nơi đâu trong tinh vực cấp 9, cứ phải trăm năm thì tất cả tu sĩ của mọi tông phái đều tạo thành đại quân đi viện trợ cho yêu tông ở tiền tuyến đối kháng với những đợt tấn công vào của mãnh thú đến từ tinh vực thần bí kia có lẽ cũng không còn bao lâu nữa chiến tranh sẽ xảy ra vài sợi tóc xanh của lý thiến mai khẽ thổi tung lên nàng dùng tay vén lên sau tai rồi cười vương lâm lại trở nên trầm tư nếu như ngày đó đến lữ huynh nên đến tiễn biệt thiến mai nhé cặp mắt xinh đẹp của lý thiến mai mở lớn rồi lại khẽ chớp nụ cười của nàng quá đẹp giống như hoa lan đang nở trong u cốc trong sự điềm tĩnh có một phong thái tuyệt vời gương mặt tuyệt mỹ của Lý Thiến Mai giống như khi Vương Lâm rời khỏi Mạc La Đại Lục chưa lâu thì Lữ Yên phỉ lặng lẽ đứng trên căn lầu trong dãy núi dùng ánh mắt đưa tiễn, lại còn khẽ lẩm bẩm vài câu, trăm năm sau nếu có thể trở thành chủ tông hay người của bất kỳ bộ phận tông phái nào, mong rằng tiền bối đừng quên, cũng đừng nên quên Quy Nguyên Tông. Với tâm trí của Lữ Yên Phỉ, cô gái này bình thường nói rất ít, nhưng cũng biết được rất rõ Mạc La Đại Lục này không thể giữ chân Vương Lâm được lâu. Địa phương này chẳng qua chỉ là một mảnh đại lục bình thường đối với hắn mà thôi, hắn cuối cùng cũng giống như một người khách qua đường sau khi giải quyết xong vấn đề quy nguyên tông hắn sẽ phải rời đi mà lúc này sau khi tai họa với tử đạo tông đã tiêu tán hắn phải đi có lẽ lần sau gặp lại không phải thời gian một sớm một chiều đặc biệt là bên cạnh vương lâm còn có hình bóng của một cô gái tóc xanh tình cảnh này rơi vào trong mắt nữ yên phỉ nàng dần cúi đầu tình cảnh đó vương lâm cũng thấy được âm thanh đó vương lâm cũng nghe được hắn không quay đầu lại cũng không thể quay đầu nhưng trước khi đi khỏi mạc la đại lục Lời nói của Vương Lâm đã như gió thổi qua bên cạnh Lữ Yên Phỉ, làm cho một sợi tóc của nàng chậm rãi tung lên, sẽ còn gặp lại. Vương Lâm nhìn qua Lý Thiến Mai, hắn rõ ràng biết tu vi nàng đã đạt đến toái niết hậu kỳ, nhưng nàng lại không có bất kỳ điều gì kiêu ngạo, nàng chỉ lặng lặng giống như một cô gái tiểu muội bên hàng xóm vậy. Vương Lâm nghe những lời nói của nàng về bí ẩn trong tinh vực cấp 9, nghe nàng nói trận chiến sắp bùng nổ giữa yêu tông và mệnh thú, nghe nàng nói trước khi đi mình phải đến đưa tiễn. Vương Lâm trầm tư nửa ngày rồi khẽ gật đầu, nói, được lý thiến mai nở nụ cười nàng cười làm cho hai mắt giống như hai vầng trăng non ngày thứ hai khi khu chợ trên bồng lai đại lục mở ra thì hai người vương lâm và lý thiến mai đã đến ngoài tinh không bồng lai đại lục tóc lý thiến mai đã biến thành màu đen dưới một đạo pháp đặc biệt như vậy cũng không sợ kẻ khác nhận ra một lý thiến mai tóc đen lại càng trở nên trang nhã nàng và vương lâm đứng chung một chỗ đã hấp dẫn rất nhiều ánh mắt của tu sĩ trong tinh không bảo ngọc tông đã sắp xếp rất nhiều đệ tử đứng bên ngoài vùng trời bồng lai đại lục để phụ trách tiếp đón sau khi làm thủ tục và thu phí tiến vào bồng lai đại lục thì sẽ mở tầng phòng hộ để người ngoài tiến vào đây là lần đầu tiên vương lâm nhìn thấy tu chân tinh kể từ khi đặt chân đến vân hải tinh vực dù chỉ là một nửa tu chân tinh nhưng cũng cực kỳ hiếm thấy nhưng vẻ mặt vương lâm lại cực kỳ bình tĩnh không giống như những tu sĩ khác phải rung động khi thấy tu chân tinh hầu như tất cả tu sĩ trong vân hải cả đời đều không được nhìn thấy tu chân tinh những thứ bọn họ nhìn thấy là đủ loại đại lục trôi nổi khắp nơi lần đầu tiên bọn họ được nhìn thấy tu chân tinh thì tâm thần chấn động sinh ra một loại cảm giác nói không lên lời. Nhưng đối với Vương Lâm thì tu chân tinh cũng chẳng là gì cả, quê hương nơi hắn được sinh ra chính là một tu chân tinh, nơi bài sư cũng là một tu chân tinh, thậm chí ở La Thiên hắn còn có một tu chân tinh thuộc về chính mình, như vậy còn chưa nói tới tinh vực khổng lồ trong chu tước Thánh Tông. Vì có tu chân tinh mà tất cả tu sĩ Bảo Ngọc Tông đều sinh ra chút kiêu ngạo, nhưng sự kiêu ngạo của bọn họ chẳng là gì trong mắt Vương Lâm khi một đám tu sĩ giao ra linh thạch rồi lần lượt tiến vào bồng lai thì đến lượt vương lâm và lý thiến mai trước mặt hai người là một nhóm tu sĩ bảo ngọc tông những tu sĩ này phần lớn đều là âm hư và dương thực trong đám này chỉ có tên đội trưởng là tu sĩ tịnh niết bảo ngọc tông này rõ ràng có thanh danh cực tốt dùng tu sĩ tịnh niết làm người gác cổng để bày ra thực lực của tông phái vương lâm thầm lắc đầu từ những hành động và sự sáng suốt của những tên tu sĩ bảo ngọc tông ở đây có thể thấy được bọn họ đều là những kẻ xuất sắc sau khi giao linh thạch Vương Lâm và Lý Thiến Mai cũng nhau tiến vào trong Bồng Lai Đại Lục, lần này cũng tạm được, nhớ năm xưa khi muội và đồng môn đến Bồng Lai Đại Lục, chỉ có một tu sĩ khuy niết làm người giữ cổng, lúc đó muội còn tưởng rằng đã đi đến một tông phái cấp chín khác, đã quên mất chỗ này chính là một tinh vực cấp 5. Lý Thiến Mai che miệng cười khẽ, nàng khẽ nói, Vương Lâm lại lắc đầu mà không nói gì. Bảo Ngọc Tông của Bồng Lai Đại Lục mặc dù là người ta cảm thấy trơ trẽn, nhưng phong cảnh bên trong lại rất đẹp, mặt đất xanh biếc một màu, đô thành của phàm nhân nằm san sát nhau, đám phàm nhân bên dưới dùng vẻ mặt cung kính nhìn lên những tu sĩ trong cầu vồng đang gào thét bay qua bầu trời trên mặt lộ ra vẻ hâm mộ núi sông nơi đây cũng rất hùng vĩ cảnh vật rất đẹp địa phương lập chợ là phía đông bồng lai đại lục nơi đây cực kỳ tráng lệ hàng loạt tảng đá khổng lồ hình mũi rùi đang bập bềnh trong không trung trên mặt mỗi tảng đá là một tòa thành những đám mây trắng đang bay lượn lờ trên đủ loại tảng đá làm cho trung tâm bồng lai giống như tiên cảnh trong mây tất cả những hòn đá cũng có lớn có nhỏ vì vậy mà những tòa thành được xây dựng bên trên cũng lớn nhỏ khác biệt những tảng đá chưa nổi trên không trung có rất nhiều tất cả đều vờn quanh một khối đá khổng lồ ở vị trí trung tâm không phải tất cả đều bất động mà chậm rãi xoay tròn trong không gian lại vang vọng những ca khúc tuyệt diệu giống như tiên âm âm thanh này vang vọng ra từ trong những tòa thành được xây dựng trên các khối đá nếu như chỉ là như vậy thì vẫn chưa đáng nói có rất nhiều linh thú xinh đẹp bay tới bay lui trên những khối đá ở phía đông bồng lai vương lâm nhìn qua tình cảnh trước mặt mà vẻ mặt vẫn như thường nhưng trong lòng lại thầm than một tiếng. Trên một khối đá hình mũi dù đều có một chân pháp khổng lồ, nếu muốn duy trì sự vận chuyển của trận pháp thì lúc nào cũng phải tiêu hao một số lượng linh thạch khủng bố. Bảo Ngọc Tông này xa xỉ có danh tiếng, nhưng vì trận pháp này đều được bố trí bằng linh thạch nên chẳng qua chỉ có tiên hình mà không có tiên khí. Nhìn thì giống tiên cảnh nhưng thật ra chỉ là học đòi văn vẻ mà thôi. Dù là Bảo Ngọc Tông cũng tiêu hao một số lượng tiên ngọc không thể chịu nổi, lại chưa nói đến nguyên tinh. Lý Thiến Mai cười khẽ rồi nói, nghe Lý Thiến Mai nhắc tới tiên ngọc, vẻ mặt vương lâm có chút cổ quái khi hắn còn ở tại quy nguyên tông cũng biết trong vân hải tinh vực cực kỳ thiếu tiên ngọc điều này cũng vì nguyên nhân là phong tiên giới bị văn thú chiếm giữ vì không thể tiến vào thì tất nhiên sẽ không lấy được tiên ngọc dù là bảo ngọc tông cũng chỉ dám sai linh thạch mà lại cực kỳ keo kiệt đối với tiên ngọc vì vậy có thể thấy được ở nơi đây thiếu tiên ngọc đến mức độ nào mà ở vương lâm tinh vực cũng có một loại tinh thạch nhưng thứ này cũng rất hiếm và được gọi là nguyên tinh giống như cảnh giới vấn đỉnh và âm hư dương thực cần tiên ngọc để bố trí trận pháp tiên gia và thần thông hoặc tiên gia pháp bảo đều cần phải sử dụng tiên ngọc nhưng những tu sĩ đệ nhị bộ trên vân hải thì sử dụng nguyên tinh lại hiệu quả hơn nhiều nguyên tinh là vật đặc biệt trên vân hải tinh vực được rất nhiều tu sĩ đệ nhị bộ thần thông ưa thích khi hấp thu nguyên tinh sẽ có thể hồi phục nguyên lực trong cơ thể rất nhanh thậm chí lúc tu luyện mà có nguyên tinh thì sẽ tăng tốc độ thổ nạp ngay cả khi tế luyện pháp bảo và bố trí trận pháp nếu có nguyên tinh thì uy lực sẽ tăng lên gấp bội nhưng số lượng nguyên tinh cũng rất ít giống như tiên ngọc nhưng hai thứ này lại khác hẳn nhau tiên ngọc thì chỉ tồn tại trên phong tiên giới nên không thể khai thác và thu được, mà nguyên tinh lại bị những tông phái cấp 8 trở nên nắm chặt trong tay, phần lớn lại là sở hữu của những tinh vực cấp 9. Tất cả mọi thứ đều liên quan rất lớn đến sự hình thành của nguyên tinh, thứ này cũng không phải là khoáng thạch, mà chỉ những mãnh thú đạt đến cấp 12, sau khi có thể hóa thân vào trong sương mù rồi sinh trưởng sau một thời gian rất dài thì trong cơ thể mới dần hình thành loại nguyên tinh này. Chỉ những hung thú cấp 12 của tông phái hoặc tu sĩ mới có thể tạo ra nguyên tinh, nhưng mãnh thú cấp 12 cũng rất ít, mà muốn hóa thân thành sư mù lại càng ít hơn, cho nên chỉ những tông phái cấp 8 trở lên mới có thực lực tạo ra nguyên tinh. Nếu những hung thú này xuất hiện trong các tình vực cấp thấp thì sẽ lập tức được tất cả tu sĩ tranh nhau, dù sao thì loại thú này cũng đại biểu cho nguyên tinh. Vương Lâm cũng đi thiến mai tiến vào trong một khối đá hình mũi rùi, tiến vào trong khu chợ đã được mở trong tòa thành này. Lúc này tu sĩ trong đây rất nhiều, cũng có những tu sĩ đến đây một mình, sau khi đi giao linh thạch cho người của Bảo Ngọc Tông thì tự mở quầy hàng bắt đầu mua bán ngoài thành cũng rất náo nhiệt, Lý Thiến Mai đi sát bên cạnh Vương Lâm, nàng đảo mắt nhìn khắp bốn phía, nơi đây rất ồn ào, những âm thanh cỏ kè mặc cả vang lên khắp nơi, thoạt nhìn thì không giống như giao dịch giữa các tu sĩ mà là một cái chợ trong phàm nhân. Vương Lâm đã từ lâu không tiến vào trong một khu chợ như thế này, sau khi tiến vào một lát thì ánh mắt đã rơi trên một cửa hàng cách đó không xa, đạo hữu, tại hạ cũng không có nhiều tiện ngọc, không bằng ta tăng thêm một khối đan dược nữa, thế nào, trên quầy hàng có một lão già đang khoanh chân ngồi, vẻ mặt lão này rất âm trầm ánh mắt đang nhìn về phía người đàn ông trung niên trước mặt. Lời vừa rồi do chính người đàn ông trung niên kia nói ra, đàn dược thì lão phu có thể tự mình đi luyện chế, nếu có cũng vô dụng. Bảy mươi khối tiên ngọc đổi lấy một nguyên tinh, đây cũng là mức cực hạn của lão phu. Lão giả trừng mắt lên rồi dùng giọng lạnh như băng nói ra một câu, sau đó không chú ý đến người đàn ông trung niên nữa. Trong vân hải tinh vực thì tiên ngọc và nguyên tinh được tu sĩ tự nguyện trao đổi với nhau bằng một tỷ lệ nhất định. Vương Lâm nghe được những lời nói kia thì vô thức đưa tay sờ lên vị trí đặt túi chữ vật trước ngực. Mặc dù đã sờ tay vào nhưng vẻ mặt vương lâm vẫn rất cổ quái, chính hắn cũng không nhớ rõ trong túi chữ vật của mình còn lại bao nhiêu tiền học. Đúng lúc này, đột nhiên cách đó không xa truyền đến một âm thanh kinh ngạc và vui mừng. Thiến mai, là mùi à, khi thanh âm vang lên thì có ba tu sĩ xuất hiện trước mặt, trong đám này có một người bộ dạng khoảng 30 tuổi, cả người mặc y phục màu xanh, tướng mạo rất anh tuấn, thân thể rất cao. Lúc này ánh mắt hiện lên vẻ vui mừng rồi tiến bước tới rất nhanh, hai kẻ đi theo phía sau cũng là loại người tấn kiệt sóng tu vi dao động bùng lên rõ ràng cũng rất mạnh cặp mày thanh tú của lý thiến mai khẽ nhớ lại sau đó lại lập tức giãn ra rồi khẽ nói thì ra là dương đạo hữu người đàn ông kia tới gần cũng chẳng thèm đưa mất nhìn vương lâm hắn nói khi từ biệt nhau mấy tháng trước dương mộ vẫn luôn mong nhớ may mà trời đất xui khiến để dương mộ ta gặp được thiến mai ở đây nơi đây rất náo loạn không bằng chúng ta cũng nhau vào thành nói chuyện giọng nói của người đàn ông này rất nhu hòa rất bị lực nếu dương đạo hữu có tâm tình như vậy thì xin cứ tự nhiên âm thanh của lý thiến mai rất bình thản nhưng bên trong lại lộ ra vẻ lãnh đạm thiến mai nàng người đàn ông áo xanh khẽ giật mình hắn tiến lên vài bước đang muốn nói chuyện dương đạo hữu xin tự trọng hai chữ thiến mai không phải ngươi có thể mở miệng nói ra lý thiến mai lại nhíu mày vẻ mặt nàng lộ ra vẻ tức giận tên dương ngọc này cũng là người nàng hỏi một vấn đề trên đường đi khi trước nhưng câu trả lời của hắn lại không làm thiến mai thỏa mãn cặp máy kiếm của dương ngọc dựng ngược lên tất nhiên hắn cũng thấy được phương lâm đang đứng bên cạnh lý thiến mai lúc này nghĩ lại hắn thấy mình không nên chọc giận lý thiến mai nhưng người ngoài thì hắn chẳng thèm để vào mắt người là ai dương ngọc nhìn chăm chằm vào vương lâm rồi dùng giọng lạnh lùng nói vương lâm lạnh lùng đảo mắt nhìn về phía người đàn ông mặc áo xanh người này tu vi tịnh niết trung kỳ tướng mạo tuy anh tuấn nhưng giữa hai chân mày lại ẩn chứa sự thâm trầm hai người bạn đi theo phía sau cũng đều là tu sĩ tịnh niết sơ kỳ vị trí hai tên này đang đứng cũng tỏ ra có chút mánh khóe khi tên đàn ông mặc áo xanh đang nói chuyện thì hai tên kia lại tản ra rồi vây vương lâm vào giữa nhưng khi vương lâm quét ánh mắt nhìn qua vẻ mặt của tên đàn ông mặc áo xanh vẫn như thường không có chút thay đổi gì nhưng hai bên tu sĩ tịnh niết sơ kỳ lại co rút đồng tử trong mắt lộ ra vẻ khẩn trương và sợ hãi sau khi thu hồi ánh mắt vương lâm cũng không thèm để ý đến tên đàn ông áo xanh hắn đi đến trước quầy hàng của lão già đang khoanh chân ngồi cách đó không xa người đàn ông trung niên vừa rồi trả giá với lão già đã sớm rời khỏi nơi đây không chỉ có người này mà tu sĩ khắp bốn phía đều nhìn thấy tình cảnh khó nói ở nơi đây đều ồn ào rời khỏi vị trí vẻ mặt lão già ngồi trên quầy hàng vẫn rất bình tĩnh lão lật mắt nhìn về phía vương lâm đạo hữu có bao nhiêu nguyên tinh vương lâm tùy ý hỏi một câu hắn ung dung đảo mắt qua một khối ngọc bội đang được đeo trên eo lão già ngồi khoanh chân trước mặt không nhiều lắm chỉ có một khối mà thôi nhưng lão phu chỉ cần tiên ngọc tất cả những vật phẩm khác đều không cần da mặt lão già kia khẽ động rồi lộ ra nụ cười ánh mắt vương lâm chợt lóe lên đôi môi hắn khử mấp máy chuyển ý niệm vào tâm thần lão già người này trở nên ngưng ngẩn dùng ánh mắt có cả ngạc nhiên và nghi ngờ nhìn về phía vương lâm một lúc lâu vương lâm vung tay phải lên hư không khai nứt chữ vật lập tức xuất hiện trước người hắn thò tay vào lập tức lấy ra một túi chữ vật tuy tu sĩ tịnh niết không cần sử dụng túi chữ vật nhưng khi giai đoạn thì cần phải giữ bí mật nên phải dùng phương pháp này vương lâm khẽ xóa đi thần thức trên túi chữ vật sau đó hắn ném về phía lão già rồi bình tĩnh nói đây là tiền đặt cọc lão già tiếp nhận túi chữ vật rồi khẽ đảo thần thứ sau đó lão dùng ánh mắt đầy thâm ý nhìn về phía vương lâm lão trầm từ một lúc rồi đứng lên thu dọn quầy hàng lão trầm giọng nói trong thời gian ba ngày sau ta sẽ đi tìm hơi. nói xong lão già xoay người rời đi nhưng đột nhiên ngừng lại lão quay đầu nhìn về phía vương lâm rồi truyền ra một luồng thần niệm đạo hữu làm việc rất quyết đoán lão phu là âu dương long cũng coi như là một bằng hữu tên đàn ông mặc áo xanh chính là tam đệ tử dương ngọc của trưởng môn ma tùng đạo cấp 6, đạo hữu chú ý xử lý sau khi truyền ra thần niệm thì lão già vội vàng bỏ đi cũng không hỏi dùng cách nào để liên lạc với vương lâm mà vương lâm cũng không hỏi vương lâm và lão già kia truyền âm với nhau những người khác ở bên cạnh không thể nào nghe được tên đàn ông mặc áo xanh dương ngọc thấy vương lâm chỉ cần khoảnh khắc đã làm cho lão già mở quầy hàng phải nhanh chóng bỏ đi trong lòng hắn lại càng cảm thấy phải cẩn thận hai tên tu sĩ bên cạnh hắn đang mơ hồ ở hai bên trái phải vây quanh vương lâm lại càng trở nên khẩn trương các hạ gia ra thật lớn ngươi còn chưa trả lời câu nói của dương mỗ ánh mắt dương ngọc lóe lên hắn trầm giọng nói gọi đại nhân nhà các ngươi ra nói chuyện với ta vẻ mặt vương lâm vẫn như thường nhưng giọng nói lại như băng đặc biệt là khi âm thanh này rơi vào trong tai ba người kia thì lập tức nổ lên những tiếng ầm ầm chấn động vẻ mặt hai tên tu sĩ tịnh niết sơ kỳ lập tức có biến đổi lớn đồng tử dương ngọc cũng co rút lại đang muốn mở miệng nói nhưng đúng lúc này vương lâm đã động hắn tiến lên một bước rồi phóng ra nhanh như chớp trong khoảnh khắc đã tiến đến bên cạnh tu sĩ bên trái tên tu sĩ kia vẫn luôn cảnh giác nên vội vàng lui về phía sau rồi tay phải bấm pháp quyết tống thẳng về phía trước đột nhiên bầu không khí tràn đầy hương hoa trước mặt tên tu sĩ kia đột nhiên huyễn hóa ra một bông hoa màu đỏ khổng lồ hoa này cao mười trượng tâm hoa duỗi thẳng ra ngoài nhưng bên trên lại đầy răng nhọn nó phóng thẳng về phía vương lâm thô phệ vẻ mặt vương lâm vẫn như thường hắn không lùi mà tiếp tục tiến tới khi tiến lên một bước thì thân thể hắn lập tức biến mất khoảnh khắc khi đóa hoa nuốt lại thì vương lâm đã xuất hiện ở phía sau tên tu sĩ này hai ngón tay hắn lập tức hóa thành kiếm đâm thẳng về phía hậu tâm tên phía trước một tiếng nổ ầm vang lên vẻ mặt tên tu sĩ này lập tức tái nhật rồi phun ra máu tươi đóa hoa trước mặt lập tức tan vỡ, thân hoa rơi xuống mặt đất phía xa như diều đứt dây, bông hoa trực tiếp đập tan một quầy hàng của một tu sĩ ở đó. Đúng lúc này tên tu sĩ bên phải lập tức lui mạnh về phía sau, ti ai phải vung lên lập tức có một thanh phi kiếm biến ảo ra, thanh kiếm nhanh chóng trở thành thực chất rồi phóng thẳng về phía Vương Lâm phát ra những âm thanh thách gào, Vương Lâm mạnh mẽ quay đầu lại, trong mắt hắn lộ ra những luồng hào quang kỳ dị, hắn há miệng và chỉ nói ra một chữ, "Đào", hai mặt Vương Lâm đột nhiên biến đổi, mắt trái trở nên hư ảo, mắt phải như chớp giật phóng đi đánh tan sắt đá. Hai luồng ánh mắt hoàn toàn khác biệt này giống như kiếm sắc đâm thẳng vào trong mắt tên tu sĩ kia. Thân thể kẻ này đột nhiên run rẩy, phi kiếm trước mặt đột nhiên trở nên hỗn loạn không thể khống chế. Ánh mắt hắn trở nên mở mịt, trái tim lại đập lên cực kỳ mạnh giống như đang nằm mộng bị bóng đè, mãi mãi không bao giờ thoát ra được. Nhưng trước mắt cũng xuất hiện rất nhiều ảo giác, cũng không thể phân biệt rõ thật giả. Máu tươi từ trên khóe miệng trào ra ngoài, hai mắt tên này đỏ bừng lên giống như đang vô cùng tức giận hắn ôm đầu la thảm một tiếng tình cảnh này lập tức làm cho tất cả những kẻ đang đứng bên ngoài quan sát phải hít vào một hơi thật sâu tất cả mọi thứ đều xảy ra cực nhanh hầu như chỉ trong nháy mắt đã chấm dứt vương lâm không giết chết hai tên tu sĩ này nhưng rõ ràng chúng đã bị phế lý thiến mai nhìn thấy tất cả mọi chuyện ánh mắt sáng ngời đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy vương lâm trực tiếp ra tay gọn gàng như nước chảy mây trôi vẻ mặt dương ngọc lập tức tái xanh hắn nhìn về phía thân thể vương lâm mà tâm thần trầm hẳn xuống Lúc này bên tai hắn đang vang vọng những tiếng kêu thảm thiết của đồng môn, từng tiếng thét như xé toạc tâm thần. Đúng lúc này Vương Lâm lại quay đầu nhìn về phía Dương Ngọc, vẻ mặt bình tĩnh, giống như tất cả tình cảnh xảy ra trước đó giống như đang bóp chết những con kiến hôi chẳng có ý nghĩa gì cả. Đặc biệt là trong ánh mắt Vương Lâm lại lộ ra cái nhìn lạnh như băng và vẻ mỉa mai làm tâm thần Dương Ngọc chấn động kích liệt. Vương Lâm chậm rãi đi về phía Dương Ngọc, từng bước từng bước một. Ngày trước Lô Vân Tòng dùng khí thế của thiên địa để chèn ép Vương Lâm, lấy ý cảnh ép người nhưng lại phải vỡ tan trước mặt Vương Lâm. Phương pháp đó chính là một loại vận dụng ý cảnh của Lô Vân Tòng, nhưng với những hiểu biết của Vương Lâm về đạo thì rất nhanh đã tìm ra được, cuối cùng lại trở thành một thần thông của chính mình. Lúc này Vương Lâm đang tiến lên từng bước, mỗi lần nhấc chân dẫm xuống đều giống như đạp hẳn lên trái tim đang đập thình thịch trong lồng ngực Dương Ngọc, như vậy dưới cảm nhận của Dương Ngọc, mỗi lần Vương Lâm tiến lên đều vang lên một tiếng ầm, chỉ trong khoảng cách 10 bước ngắn ngủi, nhưng vẻ mặt của Dương Ngọc lại càng trở nên trắng bệch những bước chân kiên định của vương lâm làm chống ngực dương ngọc muốn nổ bùng ra lúc này hình bóng vương lâm trong mắt dương ngọc đã cao lớn đến vô tận giống như một ngọn núi lớn đang đè xuống nhưng dương ngọc cũng không lúi lại gương mặt hắn nổi đầy gân xanh và ánh mắt nhìn chằm chằm vào vương lâm y phục khắp toàn thân dương ngọc thổi bùng lên tóc không gió mà bay lại không còn vẻ anh tuấn đi trước đó vương lâm hử lạnh một tiếng bước tiến của hắn và nhịp đập của trái tim trong chống ngực dương ngọc đã hợp lại với nhau tuy hai mà một hơn nữa dương ngọc đã hoàn toàn chịu sự điều khiển của ý cảnh vương lâm khi vương lâm tiến về phía trước chân phải vừa nhấc lên đang định dẫm xuống nhưng lại ngừng giữa không trung dưới sự điều khiển của ý cảnh vương lâm khoảnh khắc này trái tim dương ngọc vốn đang định nhảy lên nhưng lại đột nhiên bất động đúng lúc này vương lâm lại cất bước tiến về phía trước tốc độ cũng đột nhiên tăng lên rất nhiều lần hắn nhanh chóng dẫm liên tục ba bước ầm 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 trong nháy mắt khi hai bước chân rơi xuống dương ngọc chỉ cảm thấy giống như có búa tạ đập mạnh vào ngực chính mình lại là đập liên tiếp những ba cái thân thể hắn chấn động trong nháy mắt vẻ mặt trắng xanh đã đỏ hồng lên giống như bị bệnh hắn phun ra một ngụm máu tươi cuối cùng cũng không thể chịu nổi sự áp bức của ý cảnh vương lâm dương ngọc bắt buộc phải lui người về phía sau nhưng dương ngọc vừa lui ra phía sau một bước thì lại phun ra máu tươi hắn tiếp tục lui ra vài bước mới ổn định được cơ thể lúc này vẻ mặt hắn đã trở nên mảng đỏ mảng trắng trong mắt lại hiện lên vẻ hỗn loạn và dãy giụa cặp mắt đầy tơ máu lúc này trong đầu dương ngọc xuất hiện từng luồng hư ảo hàng loạt hư ảo chính là tình cảnh chết thảm của tất cả những người bên cạnh hắn từ sư môn cho đến thân nhân hắn biết tất cả đều là giả dối nhưng cũng không thể phân biệt được rõ ràng từng tình cảnh hư ảo giống như khắc sâu vào trong ký ức khắc sâu vào tâm thần rồi lại càng thêm chặt chẽ thân thể dương ngọc đột nhiên run lên dữ dội hắn ôm đầu nhưng không kêu lên thảm thiết vẫn liên tục dãy giụa dần dần vẻ thanh tĩnh trong mắt hắn dần biến mất thay vào đó là sự hoảng loạn cực độ khi hắn thấy mình đã gần như hoàn toàn rơi vào trong hư ảo thật thật giả giả thì vội vàng lui về phía sau liên tục rồi hét lên một tiếng cầu cứu sư thúc cứu ta với khoảnh khắc khi âm thanh này vang lên một hình bóng màu xanh đột nhiên lóe lên rồi trực tiếp hiện ra bên cạnh dương ngọc ngón tay phải của bóng người này điểm mạnh lên mi tâm dương ngọc thân thể dương ngọc đột nhiên run lên trong cơ thể lập tức vang lên những tiếng nổ ầm ầm nhưng máu huyết lại tản ra rồi ngã lăn ra đất hôn mê bóng người này cũng không dừng lại mà lóe lên rồi xuất hiện bên cạnh một tên đệ tử khác người này làm đúng cách lúc này để tên tu sĩ kia hét lên thảm thiết rồi hôn mê bóng người này lại lóe lên rồi xuất hiện trước người dương ngọc đây là một lão già có mái tóc trắng xóa đôi mắt ưng sáng rực có thần ngươi tìm ta có chuyện gì vẻ mặt vương lâm vẫn bình tĩnh hắn nhìn về phía lão già rồi cất giọng hỏi trên gương mặt lão già cũng không nhìn rõ đang vui hay buồn lão nhìn vương lâm một lúc lâu rồi cười ha hạ ôm quyền nói lữ đạo hữu tâm trí hơn người lão phu làm việc hơi lỗ mãng mong rằng đừng nên chú ý không bằng chúng ta tìm một chỗ ngồi nói chuyện để lão phu bồi tội vương lâm nhìn lão ra với vẻ mặt rất bình tĩnh hắn suy nghĩ một chút rồi gật đầu tâm trí của vương lâm rõ ràng đã giống như yêu ma khi dương ngọc vừa xuất hiện thì hắn đã biết được kẻ này nhìn thấy mình trước sau đó mới ôn chuyện với lý thiến mai khi nói chuyện với lý thiến mai thì vẻ mặt dương ngọc dù vẫn ngụy trang không có bất kỳ dấu hiệu nào giống như bình thường nhưng hai tên đồng bọn bên cạnh lại trở nên khẩn trương hai kẻ kia che giấu không tốt và điều này đã bị vương lâm phát hiện ra nếu như chỉ như thế thì cũng không gì đáng nói nhưng tên Dương Ngọc này chỉ ôn lại chuyện cũ đôi câu đã chĩa mũi rùi về phía mình. Với tu vi của kẻ này mà dám làm ra những chuyện như vậy thì quá mức điệu bộ. Lúc đó Phương Lâm đã nhìn ra chút manh mối, hơn nữa lại được lão già bày quầy Âu Dương Long nhắc nhở, trong lòng Vương Lâm đã sáng rực như hương. Tên Dương Ngọc này rõ ràng vì mình mà đến, đầu tiên là kẻ này có quan hệ với ma tùng đạo, cũng chính là tông phái của tên Triệu Vũ trước đó đã đến mặc là đại lục. Nhưng điều Vương Lâm phải suy đoán chính là đối phương đang thử tu vi của chính mình vì Triệu Vũ hay đã có sơ hở gì trên man hoang đại lục nhưng dù thế nào thì trên tù chân giới kẻ mạnh vẫn là vua, biểu hiện ra một tu vi thích hợp chẳng những có thể làm cho kẻ khác run sợ mà lại được coi trọng, cũng có được tư cách đàm luận với nhau. Vương Lâm đã có quyết định trong nháy mắt, nên ra tay là một đòn như sấm sét. Khi lão già kia hiện thân đã nói lữ đạo hữu, Vương Lâm nghe được mà cảm thấy trong lòng càng thêm rõ ràng. Lý Thiến Mai tu đạo trong khoảng thời gian ngắn, hơn nữa cũng không có kinh nghiệm một đời người và được rèn luyện qua những tình cảnh đấu trí căng thẳng với rất nhiều lão quái trên liên minh tinh vực như Vương Lâm nên trước đó nàng cũng không thể nhìn ra những sơ hở khó phát giác này. Mãi cho đến khi Vương Lâm mở miệng, thì trong đầu Lý Thiến Mai đột nhiên có ánh chớp đáy lên rồi nhìn thấu ra đầu mối. Tâm trí của người này còn đáng sợ hơn cả Tu Vi. Lý Thiến Mai nhìn về phía Vương Lâm mà chấn động tâm thần. Trong các thành trì trên bầu trời phía đông bồng lai đại lục có đầy đủ tiểu lâu và quán trọ. Người tu đạo có thể không ăn uống nên cũng không quen với việc nghỉ ngơi quá nhiều, nhưng những ẩm thực thích hợp thì vẫn phải có. Hơn nữa cho dù ngồi xuống thổ nạp cũng cần phải tìm một gian phòng trong quán trọ thích hợp vì vậy mà trong thành cũng không thiếu những loại hình dịch vụ này. Lúc này ở một khách điếm ba tầng của khu chợ trong tòa thành này, tất cả người ngoài đều đã được mời ra ngoài. Tầng thứ ba rất lớn chỉ có bốn người hai lão già cũng Vương Lâm và Lý Thiến Mai, trong hai lão già này dĩ nhiên có một người là sư thúc của, người còn lại mặt đỏ như son, hai mắt lấp lánh tinh quang, lữ đạo hữu, lão phu ta còn chưa giới thiệu, lão phu là đường lệ hải trưởng lão ma tùng đạo cấp 6, lão già y phục xanh mỉm cười nói, lão phu là ngô thanh người ma tùng đạo, giọng nói của lão già mặt đỏ mặc y phục như chuông đồng làm cả ba tầng quán trọ phải chấn động tu vi của hai lão già này đều là toái nít sơ kỳ bọn họ ở trước mặt phương lâm cũng không được coi là cái gì lớn mà chỉ dùng tư cách người cũng thế hệ nói chuyện với nhau đặc biệt là ngô thanh đã được nghe đường lệ hải nói qua nên biết được chuyện đã xảy ra trước đó vẻ mặt lão lập tức trở nên âm trầm và sợ hãi không dám coi thường Vương lâm lý thiến mai bình tĩnh ngồi bên cạnh nàng đang vuốt ve chén rượu trong tay ánh mắt của nàng chốc chốc lại chuyển lên một chiếc bàn không người ở trong góc cách đó không xa. Đường Lệ Hải và Ngô Thanh đều biết rõ thân phận của Lý Thiến Mai, nhưng bọn họ cũng thấy được mái tóc của nàng đã chuyển thành màu đen. Tất nhiên cả hai cũng không tỏ ra có ý tứ gì, cũng không nói nhiều lời mà đã dùng ánh mắt cung kính nói. Chuyện hôm nay đường mỗ lỗ mãng mong rằng Lữ Đạo Hữu cũng đừng quá để ý. Đường Lệ Hải nâng chén rượu lên rồi nhìn về phía Vương Lâm, vẻ mặt Vương Lâm vẫn như bình thường, hắn cũng bưng chén rượu lên để tỏ ý nhưng lại không uống mà để xuống trước đó đường mũ nghe đệ tử triệu vũ nói lữ đạo hữu thần thông kinh người hôm nay gặp mặt quả nhiên phi phạm đường mộ cũng rất muốn cũng lữ huynh kết giao bằng hữu không dám có thể cũng qua lại với ma tùng đạo cũng là ý muốn của tại hạ vương lâm vẫn rất ung dung vẫn yên lặng chờ đợi hắn không tin đối phương mời mình đến đây chỉ để kết giao bằng hữu mà sợ có thâm ý khác trong lúc hai người nói chuyện với nhau đường lệ hải vẫn không nói ra mục đích thật sự của chính mình lão chỉ âm thầm dò xét vương lâm đồng thời trong lòng lão cũng thầm sợ hãi mối quan hệ của vương lâm và lý thiến mai ngô thanh ngồi bên cạnh nghe hai người nói chuyện một lúc lâu sau đó lão cầm chén rượu đặt ẩm lên mặt bàn rồi nhìn qua vương lâm nói lữ đạo hữu lời nói của ngô mũ không mơ hồ như mây gió hôm nay mời người đến chỉ muốn hỏi một câu đạo hữu có muốn gia nhập vào ma tùng đạo để trở thành lão ngoại sự không nếu đồng ý thì ma tùng đạo chúng ta sẽ dùng đại lệ đón chào dù ngươi không đồng ý thì sau ngày hôm nay ba người chúng ta cũng coi như quen biết ta gặp người tu đạo nói một tiếng đạo hữu cũng chính là bằng hữu. Sau khi nghe được câu nói của Ngô Thanh thì vẻ mặt đường lệ hải lộ ra nụ cười khổ, lão nhìn qua Vương Lâm nói, đường mộ cũng định mượn qua vài chung rượu sẽ nói với đạo hữu vấn đề này, nhưng ta lại quên mất tính tình của Ngô Thanh. Lữ đạo hữu, ma tùng đạo của chúng ta rất có thành ý, nếu ngươi đồng ý trở thành trương lão ngoại sự thì tất cả tài liệu luyện đan và vật dụng cần thiết sẽ được ma tùng đạo cung cấp đầy đủ, chỉ cần ngươi có thể ra tay duy trì sự tôn nghiêm của ma tùng đạo là được. Vương Lâm trầm ngâm một lúc, sau đó hắn chậm rãi nói, Việc này tại hạ cần suy nghĩ lại, như vậy đi, trước khi rời khỏi bồng lai đại lục tại hạ sẽ đưa ra kết quả. Đường lệ hải cười ha hà rồi gật đầu nói, nếu như thế, đạo hữu cần phải cẩn thận cân nhắc kỹ, chúng ta đợi tin tốt lành, mọi chuyện đã nói xong, vương lâm đứng dậy ôm quyền cáo từ, hắn và Lý Thiến Mai cũng nhau bỏ đi. Mãi đến khi hai người đã đi xa thì lão già mặt đỏ mới trở nên âm trầm, không còn giữ lại bộ dáng ngay thẳng như lúc nãy nữa. Tu vi rất quái lạ, lão chậm rãi nói, quả là rất quái lạ, lại là người cẩn thận đam nghi cơ trí phi phàm, ra tay độc ác. Đường lệ hải trầm giọng nói, lúc này trên mặt bàn ở góc không người đang dần huyễn hóa ra một bóng người. Đây là một người đàn ông trung niên, người này vẻ mặt trắng nõn trông rất tiên phong đạo cốt. Hắn đứng thẳng lên đi đến bên cạnh hai lão già rồi chậm rãi ngồi xuống. Cũng không biết rốt cuộc hắn có nhìn thấy chỗ ẩn thân của ta hay không. Người đàn ông trung niên này nhìn ra ngoài khung cửa quán trọ rồi khẽ nói, dù không nhìn ra thì cũng có lý thiến mai âm thầm nói cho hắn biết. Đường lệ hải do dự một chút, lão nói, người đàn ông trung niên kia lắc đầu, người kia sao ánh mắt ngô thanh chợt lóe lên hàn quang lão trầm giọng nói nếu hắn có nhìn ra hay không thì chẳng phải đều như nhau sao người đàn ông trung niên thu hồi ánh mắt nhưng lông mày khẽ nhớ lại nhưng dù kẻ này không động thì hắn cũng làm ta sinh ta cảm giác cực kỳ nguy hiểm đối với chuyện đan phương và ngọc giản ma tùng đạo ta nên rút chân ra thôi việc này chúng ta không thể tham dự được người đàn ông trung niên khẽ xoa so mi tâm vẻ mặt lộ ra sự mệt mỏi những khu chợ đều xuất hiện trên khắp các thành thị của bồng lai đại lục Mấy ngày sau Vương Lâm hướng về phía Lý Thiến Mai nói lời cáo từ rồi một mình quanh quẩn trong khắp các khu chợ. Lý Thiến Mai chỉ khẽ cười rồi gật đầu, hai người tách nhau ra, đã không còn Lý Thiến Mai bên cạnh, Vương Lâm cũng không còn gì lo lắng, hắn chạy đi khắp các khu chợ tìm kiếm những con buôn bản đồ hành tinh. Ngày trước trong quán trọ Vương Lâm đã mơ hồ nhìn thấy chiếc bàn không người trong góc phòng có tu sĩ ẩn thân, nhưng hắn vẫn rất ung dung, không lộ ra bất kỳ manh mối nào, xem ra manh mối trên Man Hoang Đại Lục đã có người nhìn ra. Vương Lâm thầm than một tiếng, hắn lại càng nhanh chóng mua bản đồ tinh cầu, nhưng những tấm bản đồ này ngày thường có giá cực cao, lại khó phân biệt được thật giả. Sau 3 ngày đi dạo quanh các khu chợ, dù Vương Lâm đã mua được một ít nhưng vẫn cảm thấy chưa thỏa mãn. Hoàng hôn ngày thứ ba, Vương Lâm trở về khách điếm khoanh chân ngồi trên giường, hắn đảo cặp mắt nhìn qua 6 tấm bản đồ hành tinh trong tay rồi rơi vào trầm tư. Không lâu sau, vẻ mặt hắn khẽ động rồi dương mắt nhìn về phía cửa phòng, một lát sau đã có những âm thanh gõ cửa vang lên, cuối cùng cũng đến, trên mặt Vương Lâm lộ ra nụ cười hắn vung tay phải về phía trước, cửa phòng mở ra két một tiếng, đứng trước cửa là một người đàn ông trung niên, kẻ này lưng hùng vai gấu, vẻ mặt sắc bén, hắn cũng không đi vào trong phòng mà đứng ngoài ôm quyền nói, tiền bối, ra sư Âu Dương Long cho mời, Vương Lâm đứng dậy đi về phía cửa phòng, người đàn ông trung niên kia cung kính nhường đường rồi đi bên cạnh dẫn đường, sau khi ra khỏi khách điếm thì hai người hóa thành cầu vòng trực tiếp rời khỏi tòa thành này, lúc này trời đã tối. Nhưng trên những khu chợ của bồng lai đại lục lại càng trở nên náo nhiệt, hàng loạt tiếng người vang lên rộn rã liên tục chuyển vào tai một lát sau hai người đã tiến vào khu chợ ở vị trí trung tâm có rất nhiều khối đá khổng lồ hình truy bay lượn lở xung quanh trên khối đá khổng lồ này có một tòa thành hùng mạnh lớn hơn những thành thị bên ngoài vài chục lần trong bóng đêm thấy giống như một con mạnh thú khổng lồ làm người ta sinh ra một cảm giác uy áp dưới sự dẫn đường của người đàn ông trung niên hai người phóng thẳng về phía cửa động bên trong và bên ngoài cửa động có rất nhiều tu sĩ đứng gác nếu muốn đi vào nhất định phải đưa ra ngọc giản vương lâm thấy khi người đàn ông trung niên kia đưa ra ngọc giản thì vẻ mặt những tu sĩ kia lập tức trở nên cung kính bọn họ mở ra một con đường thậm chí cũng không thèm xem xét đến vương lâm mà tùy ý để hai người đi vào sau khi vào thành thì không bao lâu sau đã đi đến vị trí trung tâm người đàn ông trung niên kia dừng lại bên ngoài một căn lầu tinh xảo rồi cung kính nói với vương lâm mời tiền bối đi vào chỗ này với thân phận của vãn bối thì không được đi vào vương lâm gật đầu rồi quét thần thức về phía trước sau đó hắn tiến bước đi vào bên trong chỉ nghe thấy một tiếng cười rất to Âu Dương Long từ trên lầu đi xuống khi chỉ còn cách lại một khoảng thì hướng về phía Vương Lâm ôm quyền. Vương Lâm ôm quyền cười nói, để đạo hữu phải chờ lâu, nhưng ngươi cũng muốn mua quá nhiều, cần phải toàn diện chuẩn bị mới đủ được. Thái độ của Âu Dương Long cực kỳ nhiệt tình, nếu so với hai ba ngày trước thì đúng là hai người khác biệt. Vương Lâm ôm quyền cười nói, không sao, hắn biết rõ Âu Dương Long sở dĩ phải nói như thế vì những hành vi của chính mình trong ngày hôm đó không những đã kinh động đến ma tùng đạo mà còn làm cho thế lực ở sau lưng Âu Dương Long phải kinh hãi đạo hữu đến đây lão phu sẽ mang ngươi đi đến một địa phương khác hôm nay chúng ta sẽ giai đoạn ở chỗ đó nhưng qua những chuyện đạo hữu đã làm đạo hữu không ngại đặt tiền cọc lên người ta có lẽ cũng là một canh bạc lớn trên mặt âu dương long lộ ra nụ cười nhưng trong lòng lại không xem thường người thanh niên mặc áo trắng trước mặt ba ngày trước người này có thể tìm đến chính mình lại đề nghị một giai đoạn lớn như vậy rõ ràng đã nhìn ra thân phận hắn nhưng chuyện này cũng đủ để biết rõ nó không đơn giản lại càng không nói đến những động tĩnh trong khu chợ sau đó những vấn đề này làm hắn cảm thấy cực kỳ chấn động làm phiền âu dương đạo hữu vương lâm khách khí nói một câu rồi đi theo âu dương long đi vào địa phương cuối cùng trong căn lầu này hắn tất nhiên phải tàn ra thần thức mang theo chút cẩn thận vương lâm nhìn thấy tất cả mọi thứ thì cảm thấy giật mình nhưng vẻ mặt lại không có bất kỳ manh mối nào mặt đất dưới căn lầu này hoàn toàn trống rỗng có một con đường đi thông đến một cái đài khổng lồ với chu vi vạn trượng bên ngoài đài cao phía trước có rất nhiều thêm đá và đều có tu sĩ ngồi những âm thanh huyên náo đinh tai nhức óc lại có những tiếng linh thú gầm giống giận dữ xen lẫn vào bên trong. Những con linh thú ở trên hai đầu đài cao đang chém giết lẫn nhau, chúng đang liên tục cầm giống. Trên đài cao nhìn lên còn có một con đường như cánh tay treo trên bầu trời. Những con đường này có hình tròn, bốn phía còn có một loạt cửa sổ. Vị trí hiện tại của Vương Lâm và Âu Dương Long chính là một trong những con đường đó. Nơi đây chính là địa phương đấu thú của bồng lai đại lục. Nếu đạo hữu nhìn chúng con linh thú nào thì đừng ngại đặt cược vào nó một lần. Trong lúc Âu Dương Long dẫn đường thì mỉm cười nói với Vương Lâm, lúc này vương lâm chỉ gật đầu mà cũng không nói gì hai người đi với nhau rất nhanh đã đến lối vào từ xa nhìn lại có thể thấy nơi đó có hai người tu sĩ đang khoanh chân ngồi tu vi của họ cũng không phải tầm thường giữa hai người này chính là một cánh cửa đá đang đóng chặt giao dịch hôm nay đàn ông sư thúc của tại hạ chủ trì còn mời một số đạo hữu đến tham dự coi như đây là cuộc bán đấu giá tư nhân đầu tiên nếu đạo hữu có hứng thú với vật gì cũng đừng ngại ra tay giai đoạn sẽ kết thúc sau khi đấu giá kết thúc lúc đó sư thúc của ta sẽ giao dịch với ngươi Âu Dương Long dừng lại rồi nhìn về phía Vương Lâm, lão trầm ngâm một một lúc rồi nói. Đạo hữu, tại hạ có một chuyện cảm thấy rất khó hiểu, mong đạo hữu có thể giải thích nghi hoặc. Âu Dương đạo hữu cứ nói, Vương Lâm gật đầu nói, sao đạo hữu biết được thân phận của tại hạ? Âu Dương Long nhìn chằm chằm vào Vương Lâm, nếu có người giới thiệu thì chẳng sao, nhưng người trước mặt dưới tình huống không có người giới thiệu lại tiến đến lúc chính mình đang lén bày quầy, đồng thời lại biết mình có rất nhiều nguyên tinh. Lúc đó trong thần niệm của người này lại mơ hồ nói ra đúng thân phận của mình. Vương Lâm chỉ mỉm cười, mãi đến lúc cuối cùng Vương Lâm cũng không nói ra nguyên nhân cụ thể, mà chỉ dùng ngôn từ né tránh, hắn như vậy thì lại càng làm Âu Dương Long cảm thấy nghi hoặc trong lòng, lại càng cảm thấy người thanh niên áo trắng Ngô Thanh này rất thần bí, hỏi một cách cưỡng ép cũng không tốt, Âu Dương Long lắc đầu cười khổ, lão ôm quyền nhắc nhở, "Đạo hữu, lần này đấu giá tư nhân dựa theo quy luật nơi đây, kỵ nhất là những người che đậy tướng mạo thật." Nói xong Âu Dương Long tiến đến cánh cửa đá cuối con đường rồi khẽ gõ lên vài cái, một lát sau cửa đá chấn động, trên mặt đá xuất hiện những con sóng rung động giống như bắt đầu hòa tan rồi dần trở nên nên mơ hồ. Âu Dương Long quay đầu ôm quyền nhìn về phía Vương Lâm, sau đó hắn bước vào trong con sóng rồi biến mất. Vương Lâm suy nghĩ một chút, hắn cũng không che giấu tướng mạo, hắn đã dám đến thì tất nhiên sẽ không ngại phiền phức. Hắn tiến lên bước vào trong con sóng rồi cũng biến mất. Vương Lâm thấy mắt hoa lên rồi xuất hiện ở một địa phương khác. Lúc này ánh mắt hắn dần trở nên ngưng trọng, hắn quét mắt nhìn khắp một lượt. Đây cũng là một căn phòng hơn 10 trượng, chỉ không biết sàn phòng dùng vật gì tạo thành mà là một mảnh trong suốt. Hắn đứng đây có thể thấy rõ hai con mãnh thú đang đấu với nhau trên đài cao bên dưới. Trong phòng được đặt dài rác vài chiếc ghế, có bảy tu sĩ đang bình tĩnh ngồi trên mặt ghế. Tất cả người ở đây đều không che đậy tướng mạo. Trong nháy mắt khi Vương Lâm tiến vào chỗ này thì ánh mắt tất cả đều đổ dồn về phía hắn. Ánh mắt những người này như kiếm, cực kỳ sắc bén. Khi rơi lên người Vương Lâm thì giống như trở thành thực chất, có thể cảm giác được da thịt trở nên lạnh lẽo trong những tu sĩ này có một người nhìn thấy vương lâm thì cảm thấy hơi sửng sốt nhưng rất nhanh đã khôi phục lại như thường rồi nở một nụ cười ra hiệu đặc biệt là lão già đang ngồi trên vị trí chính phía trước đó là một lão già tóc trắng như tuyết mặc áo bảo màu cho hai mắt lão già này hơi khép nhưng tinh quang trong khóe mắt lại bùng nổ về phía vương lâm thần sắc của lão già này rất uy nghiêm tu vi đã đạt đến toái niết trung kỳ lúc này âu dương long đang khom lưng ở phía sau người lão rồi khẽ nói bên tai vài câu gì đó vẻ mặt vương lâm vẫn như thường hắn đi thẳng về phía trước trong ánh mắt soi mói của mọi người rồi ung dung ngồi xuống một chiếc ghế bên cạnh trong hai mắt của vương lâm là một mảnh yên tĩnh dưới ánh mắt đánh giá của tất cả mọi người vương lâm hướng về phía trước ôm quyền với người đang nở nụ cười ra hiệu ngô thanh không ngờ ở đây lại được nhìn thấy vương lâm một lần nữa trong lòng lão có chút ngạc nhiên nhưng vương lâm đã có thể đi vào cuộc đấu giá có quy mô thế này thì lại càng làm ngô thanh thêm coi trọng Kỳ Vương Lâm đảo mắt về phía trước thì thấy 7 tên tu sĩ đang ngồi trên chiếc ghế phía trước, rõ ràng ngoài lão già sư thúc Âu Dương Long và Ngô Thanh, 5 tên tu sĩ khác đều có tu vi toái liệt sơ kỳ, ngồi trước mặt Vương Lâm là một người thanh niên văn sĩ, gương mặt người này trắng nõn, quạt lông trong tay khẽ vẫy, vẻ mặt không nhìn rõ đang vui hay đang buồn. Kỳ Vương Lâm đảo mắt nhìn về phía người này thì tên văn sĩ này nhìn vào mắt Vương Lâm rồi lộ ra một nụ cười hứng thú, bên cạnh tên văn sĩ này là một thiếu phụ, người này mặc áo hoa, ánh mắt quyến rũ động lòng người. Thiếu phụ này ngồi đó có chút ủy oải, ánh mắt đảo qua người Vương Lâm sau đó cũng không để ý đến nữa. Cách đó không xa là một lão già, tướng mạo kẻ này rất kỳ dị, trên mặt đầy những lỗ nhỏ, vừa nhìn qua thì thấy cực kỳ đáng sợ. Hai mắt lão già này cực kỳ âm trầm, lão đang dùng tay vuốt lên chiếc nhẫn trên ngón trỏ tay phải rồi liên tục xoay chuyển nó. Ngoài ba người này thì Vương Lâm cũng dùng ánh mắt ung dung nhìn qua hai kẻ còn lại. Trên một chiếc ghế bên trái cách hắn không xa có một lão già mặc áo đen, lão già này tướng mạo khô gầy, đôi môi hơi mỏng tay trái như vốt ưng đang cầm lấy hai hạt trâu to như một đứa trẻ khi những ngón tay trái chuyển động thì hai hạt trâu này cũng vờn lấy nhau chốc chốc lại đụng vào nhau vang phát ra những tiếng bịch bịch người cuối cùng chính là một bà lão tóc trắng như tuyết bà lão này có làn da nhăn nheo mặc áo xanh và ngồi yên tại ghế không nhúc nhích kỳ vương lâm quét mắt nhìn tới thì hai mắt lão bà lại lóe lên như tia chớp rồi lạnh lùng nhìn vương lâm đây rõ ràng là cuộc tụ họp nhỏ mà có quy cách cực cao nhằm vào những tu sĩ tu vi toái nhất nếu có thể đi vào chỗ này thì rõ ràng đại biểu cho thân phận và thực lực đã được cho phép, nếu không phải Vương Lâm ở trong khu chợ đã thương ba người Ma Tùng đạo, hơn nữa lần này giao dịch số lượng lại quá lớn, thì rất khó có thể tiến vào trong chỗ này, dù Vương Lâm có vào được chỗ này thì trong mắt người khác cũng chỉ là vị trí cuối cùng mà thôi. Sau khi Âu Dương Long ở bên cạnh lão già nói rất lời thì đứng thẳng người rồi cung kính lui sang một bên. Lão già vội ho một tiếng, hai mắt sáng như mặt trời đảo qua tất cả tu sĩ ở đây rồi cất giọng khàn khàn làm vang vọng cả căn phòng hôm nay thường tùng tử lão phu mở cuộc tụ họp mời một số bạn cũ thâm giao đương nhiên cũng có hai vị đạo hữu mới để khỏi khách khí lão phu cũng không nói nhiều dựa theo quy luật cũ trước tiên chúng ta phải đặt cược một chút lão già nói xong thì âu dương long lập tức tiến lên rồi lấy từ trong túi chữ vật ra sáu miếng ngọc giản âu dương long đưa từng cái cho người và cả vương lâm khối ngọc giản cuối cùng thì cung kính đưa cho lão già vương lâm cầm lấy ngọc giản rồi quét thần thức qua hắn lập tức nhìn thấy trong ngọc giản thì ném về phía âu dương long Vương Lâm vẫn bình tĩnh đảo thần thức qua tất cả mãnh thú trên ngọc giản, hắn cũng không biết nhiều về những con thú này, chỉ dựa vào một số bản ghi chép của Quy Nguyên Tông. Sau khi xem xét qua ngọc giản một lúc lâu, Vương Lâm cũng có chút thu hoạch trên những con thú này. Khi thấy tất cả mọi người đều đã ném ngọc giản ra, Vương Lâm lựa cho mình một con mãnh thú có tên Xí Vân, hắn đặt cược 100 khối tiên ngọc rồi đưa ngọc giản cho Âu Dương Long. Lão già áo xám mỉm cười nói, hôm nay cũng muốn xem, ánh mắt của ai trong số chúng ta sẽ chiến thắng, chuyện này sau đó sẽ có đáp án nhưng hiện nay ở chỗ của lão phu cũng có ba loại bảo vật cũng muốn cho các vị đạo hữu xem qua một lượt nếu ai có hứng thú thì đừng ngại ra giá lão già nói xong thì vung tay phải lên lập tức có ba luồng tinh quang phóng ra rồi bay bỏng trên không trung một trong số ba vật phẩm kia chính là một thanh kiếm thanh kiếm này toàn thân trong suốt hàn khí bức người bên trong lại có một luồng tơ máu lưu động làm thanh phi kiếm này bay bỏng trên không bùng ra sát khí vật phẩm thứ hai là một bộ tàn giáp trên mặt giáp tràn đầy khí tức tăng thương, giống như đã trải qua rất nhiều năm tháng như vĩnh hằng. Vật phẩm thứ ba là một viên đan dược, khối đan dược này có màu đen kỳ không bay ra mùi thuốc, bên trong lại có một luồng sóng dao động truyền ra làm cho ánh mắt Vương Lâm chỉ có thể dừng lại bên trên trong khoảnh khắc. Vật thứ nhất là huyết tinh kiếm, thanh kiếm này lão phu đã giết hàng ngàn hung thú cấp 8 rồi dùng tất cả máu tươi để luyện thành. Khi kiếm được hoàn thành đã mời đạo giã tử đến khai quang, uy lực tăng mạnh, đặc biệt là một đường máu bên trong lại ẩn dấu chất kịch độc, nếu bị kiếm này đánh bị thương thì không những thân thể bị hư hại mà nguyên thần cũng sẽ trúng độc rồi rũ xuống. được đạo giã từ tiền bối khai quang sau, thiếu phụ sinh đẹp mặc áo hoa vung tay phải lên, huyết tinh kiếm lập tức bay thấp xuống tay. sau khi cẩn thận nhìn qua vài lượt thì thiếu phụ sinh đẹp bung tay, phi kiếm lại bay về giữa không trung. trên vật phẩm thứ hai có ghi lại một bộ thần thông, nhưng lại tương đối tàn khuyết, không cách nào tu luyện được, rất đáng tiếc. vật phẩm thứ ba phải dựa vào nhãn lực của các vị đạo hữu, nếu chưa vị muốn đoạt vào tay thì phải hiểu rõ quy củ của lão phu ta chỉ muốn tiên ngọc. Lão giả áo xám nói xong thì mỉm cười rồi dùng ánh mắt dò xét nhìn mọi người. Ngoài vương lâm và lão bà mặt đầy vết nhăn không nhúc nhích, bốn người còn lại đều triệu hồi ba bảo vật kia xuống nhìn qua một lượt. Huyết tinh kiếm đã được vị thiếu phụ xinh đẹp kia mua đi, cụ thể đưa ra cái giá nào thì vì nàng truyền âm cho thương tùng tử nên người ngoài không biết được, còn mảnh giáp vỡ thì không người nào hỏi đến. Vẻ mặt vương lâm vẫn như thường, hắn vung tay phải lên mảnh giáp rơi vào trong tay, hắn tản thần thức ra, nhưng trọng điểm của hắn lại không phải là thần thông công pháp bên trên mà ung dung dò xét những chất liệu của mảnh giáp này. Mảnh giáp này giống như được làm từ xương nhưng nhìn kỹ lại thấy không giống, điều này làm Vương Lâm trở nên trầm ngâm. Người trung niên văn sĩ kia nắm khối đan dược màu đen trong tay, hắn đưa lên mũi người qua, trong mắt lộ ra vẻ do dự khó quyết. Người này nhìn về phía lão giả áo xám nói: "Thương Tùng tử, viên thuốc này ta ra giá 500 tiền ngọc." Thương Tùng tử lắc đầu nói: "Gấp trăm lần." Lời này vừa nói ra thì ánh mắt tu sĩ bốn phía đều trở nên ngưng trọng, ai cũng đưa mắt nhìn về phía viên thuốc đám người này đều là những lão quay toái niết trên mặt không nhìn ra vui buồn dù bọn họ đang nhìn về phía viên thuốc nhưng người ngoài lại rất khó biết được những manh khóe trong thần thức bọn họ người trung niên văn sĩ rất ít khi trầm tư vẻ mặt thường nở nụ cười sau khi nghe thấy lão giả áo xám nói ra giá đặt thì cũng vững tin vào suy đoán của chính mình hắn không nói nhiều mà trực tiếp đặt viên thuốc vào trong ngực của mình rồi hướng về thương tùng tử khẽ gật đầu thương tùng tử mỉm cười ánh mắt lão rơi trên người lăng tiêu rồi cười nói đạo hữu nhìn chúng vật đó sao vương lâm ngằng đầu vẻ mặt tỏ vẻ do dự hắn suy nghĩ một lúc rồi nói vật này có cũng vô dụng chẳng qua tại hạ thích loại tài liệu quý hiếm này ta ra giá một trăm tiền ngọc thương tùng tử suy nghĩ một lúc rồi khoát tay chặn lại lão nói vật này cũng không muốn bán đi chủ yếu muốn chư vị nhìn xem có nhận ra nó hay không nếu đạo hữu thích thì tặng cho ngươi vương lâm ôm quyền cảm ơn rồi thu hồi mảnh giáp lại trước đây lão phu đã nhìn nhầm không ngờ viên đan dược này lại thật sự là hỗn nguyên đan có thể uy hiếp tu sĩ toài niết nhưng chỉ vẻn vẹn là một viên thì uy lực vẫn không đủ lão già nắm trong tay hai hạt trâu chậm rãi mở miệng nói xong lão già vung tay phải lên có hai vật phẩm bay ra rồi bập bềnh trong không trung một sợi lông chim màu đỏ tươi một bọt khí to như đầu người trong bọt khí là một thú hồn linh hồn này nửa trên có hình rồng nửa dưới lại hóa thành sương mù nó đang gầm dung muốn lao ra khỏi bọt khí hai vật phẩm này vừa được lấy ra thì bầu không khí trong căn phòng trở nên trầm tư Tất cả ánh mắt đều phải nhìn lại, Vương Lâm nhìn chằm chằm vào lông chim màu đỏ, tâm thần hắn chấn động nhưng lại che giấu rất tốt không lộ ra bất kỳ manh mối nào. Vật đầu tiên chính là lông của Chu Tước năm xưa, dù khó phân biệt thật giả nhưng ngọn lửa bên trên lại nồng đậm hiếm thấy. Vật thứ hai cũng không cần lão phu phải nhiều lời, linh hồn hung thú cấp 12 đã có một nửa hóa xương, lão phu cũng không có nhiều quy luật như Thương Tùng Tử, muốn đổi lấy bất kỳ thứ gì cũng được, chỉ cần lão phu động tâm. Lão già này nói xong thì dùng ánh mắt dò xét mọi người rồi cũng không nói thêm câu nào, đáng tiếc, chỉ là mãnh thú có một nửa hóa xương, đáng tiếc, Ngô Thanh nhìn qua mãnh thú trong bọt khí rồi lắc đầu than nhẹ, nếu thật sự là mãnh thú hóa xương, lão phu sao có thể lấy ra giao dịch, lão già kia hừ lạnh một tiếng.